Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư cùng quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng chùa Bình Minh tối hôm nay. Đây là cũng một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Chúng tôi được nhiều lần đến giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì ni sư viện chủ đã đưa các Phật tử về tại Vĩnh Minh Từ Viện để tác pháp cúng dường. Và cũng nhân duyên đó tối hôm nay chúng tôi được hầu chuyện với quý vị. Đặc biệt là cái buổi giảng hôm nay có hình ảnh của quý sư ngồi hai bên để nghe pháp nữa, làm chúng tôi hơi bị run. Tại vì thực ra đó, xin thưa quý vị là bản thân chúng tôi cũng tuổi đời tuổi đạo còn nhỏ, sự tu tập thì vẫn còn yếu kém, và duyên sự thì lại nhiều, sự tu niệm cũng không có đến đâu. Nhưng nếu có một thứ để chúng tôi dám đem ra nói với quý vị, đó chính là niềm tin. Niềm tin bất tuyệt vào giáo pháp của Đức Phật. Và ngồi trước quý sư ở đây, tôi cảm thấy mình rất là hổ thẹn. Vì tin thì tin, nhưng mà sự tu tập thì nó còn rất là yếu kém. Chính vì vậy, đem cái niềm tin của mình để chia sẻ với tất cả quý vị là cái điều duy nhất mà chúng tôi dám nói ngày hôm nay. Và nếu có gì không phải thì xin quý sư hoan hỷ bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Thưa quý vị đang ngồi ở một cái nơi rất là đặc biệt. Tôi cho là rất là đặc biệt. Quý vị đang ngồi giữa lòng trú xứ Tịnh Độ Hương Nghiêm. Đây là một cái trú xứ tôi cho rằng hay nhất Việt Nam. Không biết nói về cái chủ quan quá không, bởi vì có những nơi có những trú xứ đông đảo hơn ở đây nhiều, ví dụ như Đại Tùng Lâm, có rất nhiều ngôi chùa, chư tăng ni tu tập cũng rất là đông. Ngày xưa Đại Tùng Lâm nó đẹp lắm quý vị, những rừng tràm chạy dài, và những đêm trăng như thế này chúng tôi đi dọc những rừng tràm đó, chuông từ các từ viện gióng lên và nó tạo nên một không khí rất là thanh bình. Rồi từ khi kinh tế thị trường phát triển, rồi tự nhiên chúng tôi thấy những khu công nghiệp được mở ra và những hàng rào nó được xây cao quanh các cái từ viện, những rừng tràm nó cũng biến mất, những gốc đại thụ biến mất, tự nhiên ra khu vực đó mình thấy nó không còn giống như ngày xưa nữa. Riêng cái trú xứ này đó, nó còn cái sự đặc biệt đó, có lẽ là nhờ nó còn nghèo, phải không ạ? Cho nên là mọi thứ nó có vẻ rất là dung dị. Và khoảng thập niên 60, cố đại lão hòa thượng Thiền Tâm đã đến khai sơn cái tịnh viện Hương Nghiêm, khai sơn cái trú xứ này, và cùng với ba vị hòa thượng, hòa thượng Thiền Tâm, hòa thượng Bửu Huệ và hòa thượng Bửu Lai. Hòa thượng Bửu Huệ là giám đốc Phật học viện Huệ Nghiêm, hòa thượng Thiền Tâm là giáo thọ trưởng Phật học viện Huệ Nghiêm, và hòa thượng Bửu Lai cũng là một bậc giảng dạy tại các lớp Như Lai sứ giả đầu tiên ở Huệ Nghiêm, Sài Gòn. Và sau khi ba hòa thượng về đây lập cái liên xã niệm Phật thì rất nhiều tăng ni cũng theo về đây để mà tu học và kết am cốc dọc các cái vùng, dọc cái dòng sông Đại Đinh này. Từ đó cứ ai mà thích yên tu đó thì về tại đây để mà tu tập. Thì quý vị biết là có cố hòa thượng bổn sư của chúng tôi, hòa thượng Thích Tâm Thanh, rồi ở đây có ni trưởng Hải Triều Âm, và còn rất nhiều vị danh đức nữa, nhưng mà ẩn cư ở tại trú xứ này, mà ở ngoài người ta không biết, thậm chí ở tại trú xứ này người ta cũng không biết, vì các vị ẩn tu, cho nên là nó tạo nên một cái thịnh khí rất là đặc biệt ở trú xứ này. Và từ ngoài đường quý vị đi vào đây đó là vào một cái làng chùa,
Cái ngã ba vào đây đó người ta gọi là ngã ba chùa ha mà. Cho nên cái trú xứ này đó, ở trong lòng trú xứ nó tăng đi còn đông hơn là Phật tử, đông hơn người dân. Quý vị biết tối lại là quý vị thấy các chùa gióng chuông lên, đêm về tiếng chuông mỏ, tiếng niệm Phật, tụng kinh vang khắp hết các dọc cái bờ sông này, nó tạo nên một cái thịnh khí rất là đặc biệt. Cho nên chúng tôi đó thì nhát nhớ tu hành, nhưng mà được ở trong lòng tịnh xứ này, chúng tôi cũng hưởng được một phần cái thịnh đức của chư tôn, đó là cái phước báo để mình và còn tồn tại đến bây giờ. Chứ nếu mà tu niệm lê bơi như chúng tôi thì chắc là văng ra ngoài đã từ lâu rồi. Thực sự đó là như vậy. Cho nên là chúng tôi nghĩ quý vị đang ngồi trong một cái không khí rất là phước báo, trong cái thịnh đức của chư tôn tu tập. Và ở đây chư tăng ni ở đây không có hoằng pháp nhiều, không có đi hóa duyên ở các nơi, chỉ lặng lẽ đêm ngày niệm Phật rồi cuốc đất trồng khoai sống, cho nên nó còn dễ thương. Những năm gần đây nhờ kinh tế phát triển cho nên có các phái đoàn từ các nơi về cúng dường cũng nhiều, cái màu sắc của trú xứ nó có phần khởi sắc hơn, có phần đẹp hơn, nhưng mà chắc chắn rằng cái năng lượng tu tập nó sẽ giảm. Đó là một cái điều mà quý vị cần phải lưu ý. Khi mà cái này mà nó tăng thì cái kia nó sẽ giảm, hả mà. Chúng ta tu tập cũng như vậy, khi phước báo chúng ta tăng đó thì cái sự tu niệm chúng ta nó sẽ giảm. Quý vị có tin như vậy không? Cho nên các ngài mới dạy là phước huệ song tu, là vì vậy đó, hả mà. Nếu mà chỉ tu phước không mà không tu huệ đó thì không có phước thì không có tu huệ được. Mà nếu không có huệ thì cái phước báo đó cũng chẳng làm gì. Nói như ngài Ấn Quang đó, tổ thứ 13 của Tông Tịnh Độ, ngài nói càng tạo phước nhiều, càng có phước nhiều thì càng tạo nghiệp nhiều. Đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Cho nên nó nghèo một chút nó dễ tu hơn, hả mà. Nó đạm bạc một chút, nó rảnh rỗi hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Còn chúng ta mà xung xuê quá đó là chúng ta sẽ sao lãng cái việc tu. Điều đó nó được chứng thực trên chính bản thân của mỗi chúng ta. Ai cũng thấy như vậy. Khi mà không có tiền đó, khi mà khổ đó, hả mà, thì mình lo tu. Còn khi mà mình đầy đủ quá rồi thì tự nhiên mình sẽ nhắc nhớ. Nó kỳ như vậy đó. Mà lo hưởng thụ, lo sắm cái này sửa cái kia vân vân, thì cái việc tu của mình nó sẽ sao nhãng. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Trung Hoa, từ Ấn Độ sang Trung Hoa gặp Vô Lương Võ Đế. Vô Lương Võ Đế mới khoe rằng trẫm trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ, tứ sự cúng dường cho 5.000 vị tỳ kheo, như vậy có công đức gì không? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức gì cả. Và lúc bây giờ Vua Lương Võ Đế không đón nhận được cái ý chỉ của ngài Đạt Ma chỉ dạy, cho nên ngài Đạt Ma mới đi về phía nam, lên trên núi Tung Sơn đằng sau chùa Thiếu Lâm, mà ngồi xoay mặt vào vách 9 năm để cái dòng thiền của Đức Thế Tôn nó còn lan truyền mãi cho đến bây giờ nhờ cái sự ẩn mật đó. Cho nên á, thời buổi này quý vị thấy chùa chiền mọc lên rất là nhiều, hả mà. Phật tử có vẻ rất là đông, đạo tràng có vẻ rất là lớn, nhưng mà tôi cho rằng đó chưa phải là thời Phật pháp hưng thịnh. Phật pháp hưng thịnh đó nó không có dựa trên những cái hình thức đổi như thế này. 9 năm Bồ Đề Đạt Ma ngồi sâu xoay mặt vào vách là Phật pháp thịnh hay suy, quý vị? Tổ Cao Phong Diệu thiền sư, hả mà, ngồi thiền trên núi đến chim làm tổ trên đầu mà không biết lúc bây giờ Phật pháp thịnh hay suy, quý vị? Đây là những cái vấn đề mà chúng ta phải đặt ra câu hỏi, chứ không phải thấy chùa chiền mọc lên như nấm, hả mà, chùa to Phật lớn rồi đạo tràng đông đảo, đó là sự hưng thịnh của Phật pháp đó. Bởi vì nên nhớ rằng trong cái hình thức đó cái sự tu tập nó sẽ giảm thiểu, hả mà. Cái đời sống của mình khi mà nó sung sướng có phước báo thì tự nhiên cái việc tu của mình nó sẽ giảm bớt đi.
Tối hôm nay đó, được ngồi chia sẻ với quý vị, chúng tôi cũng chỉ muốn nói một vài cái cảm nhận của mình trong sự tu tập, đồng thời chia sẻ với quý vị một vài cái nền tảng trong cái sự tu niệm của chúng ta mà thôi. Chúng tôi không chú trọng đến pháp môn, chúng tôi muốn nói tới cái niềm tin cũng như là những cái vốn mà chính bản thân quý vị đã có sẵn đó. Bây giờ chúng ta cố gắng phát huy nó để sự tu tập của chúng ta nó trở nên nó có sự nó có năng lượng thực sự, chứ không phải chỉ là cái việc niệm Phật trên cửa miệng hay mà hay là kể ra một ngày chúng ta niệm được bao nhiêu câu hay là chúng ta làm được bao nhiêu công đức, cái điều đó nó không quan trọng hay mà quan trọng là cái sự tu tập của chúng ta. Và nếu sự tu tập đó nó có đó, nó thể hiện ngay trên khuôn mặt của quý vị. Tôi giảng nhiều lần Bồ Đề Lãng Nhã quý vị nhớ rồi hả mà, nó thể hiện ngay trên khuôn mặt quý vị, trên nụ cười quý vị, trên ánh mắt của quý vị. Hôm nay vẫn còn trong tháng giêng hả mà, vẫn còn mùa xuân phải không quý vị? Quý vị nhìn thấy đằng trước chùa Vĩnh Minh có một cái pho tượng là tượng Di Lặc, Đức Phật Di Lặc hả mà. Đức Phật Di Lặc ngồi rất là thoải mái, cái bụng thiệt là to hả mà, miệng thì cười hoan hỷ hả mà, xung quanh có 5 đứa bé. Đứa móc mắt, đứa móc mũi, móc miệng, móc tai, móc rốn hả mà. Ngài vẫn cười một cách hoan hỷ. Điều đó nói lên điều gì quý vị? Tất cả phiền não lục trần không quấy nhiễu được Đức Phật, cho nên Đức Phật mới cười hoan hỷ như vậy. Bây giờ đó quý vị ở ngoài đời, nào là cơm áo gạo tiền hả mà, chồng con đủ thứ chuyện cả, cho nên là chắc chắn tiếp xúc với rất nhiều những thứ phiền não ở bên ngoài. Chúng tôi những kỳ tu đây, chúng tôi cũng thấy rằng có bao nhiêu thứ bên ngoài nó quấy nhiễu lấy mình, sự tu tập nó cũng đã khó khăn, huống hồ gì với quý Phật tử hả mà. Lâu lâu đến chùa ngồi niệm được một ngày hai ngày, cái điều đó nó rất là khó. Cho nên á, người xưa mới nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa hả mà. Tu tại gia mới là khó, bởi vì tại gia có quá nhiều những phiền não mà quý vị tu được đó mới là cái điều đặc biệt. Ra giữa chợ hả mà, hàng tôm hàng cá chữ qua chữ lại mà vẫn tu được, cái đó mới là ghê gớm. Chứ còn mấy thầy mấy cô ở chùa có gì, cái đơn giản tối ngày thì kinh với kệ hả mà, dầu sao cũng dễ tu hơn quý vị. Nó không có những phiền não của chồng con, của cơm áo gạo tiền, thế mà tu còn không được, huống hồ gì ở ngoài đầy dẫy những phiền não. Cho nên á, muốn tu được thì quý vị phải phát triển những cái thiện căn vốn có sẵn trong bội con người, để làm sao chúng ta có được cái nụ cười hoan hỷ giống như nụ cười của Đức Phật Di Lặc đời trước sanh vậy đó hả mà. Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá, thay bụi trần bám đã rồi rơi, mặc cho thế cuộc đầy vơi, dửng dưng như một nụ cười vô duyên hả mà. Dửng dưng như một nụ cười vô duyên nghĩa là cái gì nó tác động cũng không ảnh hưởng gì đến ngài. Quý vị thấy cái tượng Phật Di Lặc đằng trước có mấy đứa bé quý vị? 5 đứa bé hả mà. 5 đứa bé tượng trưng cho gì? Thầy giảng rồi nhớ không? Tượng trưng cho gì hả? Ngủ ở dưới không? Không phải, tượng trưng cho 6 thằng giặc. 5 mà là tượng trưng cho 6. Tại vì sao vậy? Tại vì á, 6 thằng giặc đây tức là lục trần quý vị ha, sắc thanh hương vị xúc và pháp phải mà. Nếu cái pháp trần là cái không có hình tướng cho nên chúng ta không thấy được, cho nên chỉ có 5 thằng bé thôi, đưa móc tai, móc mắt, móc mũi, móc miệng, móc thân phải mà, móc rốn. Nhưng mà ngài vẫn cười té té, ý muốn nói rằng phiền não lục trần ở bên ngoài nó không có làm giấy động được cái tâm của chúng ta ở bên trong hả mà. Dục thủ nhất thừa bất ố lục trần bất ác, hoàng đồng chánh giác, trí giả như ngu nhân tự phượng. Có nghĩa là muốn đạt đến cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề thì không có ghét lục trần, vì lục trần vốn nó không có ác, quay trở lại tức là thành chánh giác. Kẻ trí thì như bất động trước lục trần, còn kẻ ngu thì bị lục trần nó trói. Cho nên nói quý vị, mặc dầu tại gia phiền não, nhưng cái chính là bởi vì chúng ta để cho những phiền não nó lôi kéo mình hả mà. Cho nên chúng ta đau khổ, chứ thực ra phiền não nó không có xấu. Phiền não nó cái gì? Lục trần nó không xấu, lục trần nó không ác. Chỉ cần quay lại cái tâm của mình là thành chánh giác,
Kẻ trí thì như như bất động trước lục trần, còn kẻ ngu thì bị lục trần nó trói ráng chịu, ha mà. Cho nên á, cái sự tu tập chúng ta đó, làm sao đó để cho chúng ta mỉm được cái nụ cười hoan hỷ của Ngài Di Lặc, tức là nụ cười mà phiền não lục trần nó không có thể làm cho ảnh hưởng đến bản thân của mình. Có một câu đối tán thán Ngài Di Lặc rất là đặc biệt: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung của thiên hạ, mắt từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian, ha mà. Mình là người Phật tử đó, mình phải có cái bụng cho thiệt nó to, giống như cái bụng của Phật Di Lặc vậy đó. Bụng to tượng trưng cho gì quý vị? Tượng trưng cho cái tâm trống rỗng. Tượng trưng cho cái tâm trống rỗng, tức là có khả năng dung chứa được hết tất cả những cái điều mà thế gian không dung chứa được, hả mà. Cái nụ cười hoan hỷ, đôi mắt hỷ xả, hả mà, xả những điều mà người thế gian không xả được thì người tu phải xả cho bằng được. Còn cái gì cũng ôm giữ, cũng dính mắt đó, thì xin thưa quý vị, rất là khó tu. Niệm Phật mà nói cho được tới chỗ nhất tâm bất loạn thì nó cực kỳ khó. Bởi vì cái rồi cái gì mình cũng ôm vào, cái gì mình cũng chấp vào, cũng dính mắt vào, thì cái sự tu tập chúng ta nó khó. Trong khi đó, bản thân quý vị, mỗi người có đầy đủ những thiện căn. Hôm nay chúng ta nói chuyện để chúng ta phát triển những cái thiện căn đó trong tâm của mỗi chúng ta. Chúng ta thường thường đó quay lưng với chính bản thân của mình, quay lưng với những điều mình có sẵn ở trong mình, để rồi mình chạy theo, mình tin tưởng một cách mù quáng những cái tín ngưỡng ở bên ngoài. Cái điều này nó trở nên quan trọng. Người tu đó sẽ dĩ không có an lạc được đó, thì lý do rất là lớn, đó là chính là do tà mạn của chúng ta. Quý vị biết tà mạn là sao không? Tà mạn đối lại với chánh mạn đó. Chánh mạn tức là có cái mạng sống chân chánh, còn tà mạn tức là đem cái sinh mạng của mình mà gửi gắm nơi đâu quý vị? Nơi thần linh này, hả mà, gửi gắm nơi bói toán này, gửi gắm nơi số đề nè, gửi gắm nơi đỏ đen nè, hả mà, gửi gắm nơi danh vọng, địa vị, quyền lợi giữa bên ngoài, kể cả tình cảm được, cái đó là tà mạn, hả mà. Bây giờ đó, tu đó thì không chịu tu, đến chùa thì cũng lạy Phật, hả mà, nhưng mà lạy Phật thì xì xụp cầu nguyện van xin biến ông Phật trở thành một ông thần, giống như ông thần tài, giống như ông địa ở nhà quý vị có thờ thần tài không? Có, ai tôi thấy vô nhà nào ở Sài Gòn tôi cũng thấy có ông thần tài, hả mà. Cái bàn thờ của thần tài với ông địa thì coi như là đèn chớp 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 chớp, lúc nào cũng có chuối, có bông, có chè hết trơn á, hả mà. Và trong khi tới bàn Phật đó thì bụi phủ đầy, có không? Là bởi vì sao vậy? Chúng ta chú trọng cái chuyện đó hơn thì chúng ta cầu phước không à. Chúng ta không nói tới cái chuyện tu. Tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với Lương Vô Đế là Lương Vô Đế có cúng dường bao nhiêu đi nữa thì đó cũng không có công đức gì cả. Bởi vì cái đó nếu có thì có cái gì quý vị? Có cái phước đức, cái phước báo, cái phước báo của thế gian mà thôi, chứ không có cái công đức. Công đức phải do sự tu tập của chính chúng ta mới có thể tạo nên cái công đức. Quý vị phải nhớ rõ chỗ đó. Còn chúng ta tà mạn, chúng ta đem sinh mệnh của mình giao phó cho thần linh, hả mà, từ ông thần tài cho tới ông địa cho tới bà này cô nọ cậu kia, có không ạ? Tôi thấy tôi đi khắp Việt Nam từ Bắc chí Nam như vậy thì ở đâu cũng đầy dẫy những tín ngưỡng của cô, của cậu, của bà, của ông gì đó không biết nữa, hả mà. Và ngay cả Phật của quý vị cũng biến thành gì quý vị? Thành thần luôn. Tôi nghe nói núi Bà Đen ở đâu? Ở Tây Ninh hả? Tây Ninh có núi Bà Đen, tôi thấy ngài tượng ngài Quan Âm chứ có cái Bà Đen nào đâu. Rồi gì nữa, bà chúa xứ, rồi dinh cô, dinh cậu gì đó, đủ thứ thế cả. Mà toàn là mấy thầy dắt Phật tử đi tới những nơi đó xì xụp van xin cầu nguyện. Cho nên người ta nhìn vào Phật giáo đó, người ta nói Phật giáo là một tôn giáo mê tín là vì vậy đó. Ở miền Nam này còn đỡ quý vị ha, dầu sao nó vẫn còn có cái nếp văn hóa dễ thương. Nếu quý vị về miền Bắc đó, hả mà, quý vị đi chùa Hương chẳng hạn như vậy thì thịt chó với thịt tươi nó treo đầy từ ngoài bến sông vào tới trong cửa chùa. Lên trên đỉnh Yên Tử cũng giống như
như vậy. Vào các cái chùa đó, nào là đồng bóng, nào hát chầu chầu văn hả mà, nào là cúng tiền đổi tiền lẻ đó, để trên tay mấy ông Phật nó chỗ nào cũng cũng để cả hả mà. À, có nghĩa là rốt cuộc người ta đến đó là người ta chỉ xì xụp cầu nguyện, van xin cái mua may bán đắt hả mà. À, van xin cái gì quý vị? Cho mạnh khỏe, van cầu xin cho con được trúng số, cho con được thi đậu, cho con đủ thứ thế cả. Toàn là sự cầu xin như vậy. Vô tình chúng ta biến Đức Phật trở thành một ông thần không hơn không, không kém. À, đó là một cái điều rất là đáng buồn. Quý vị Phật tử tại Bồ Đề Lan Nhã đó, chúng tôi có tiếp xúc vài lần và chúng tôi cũng được nghe kể rất là nhiều. Ni sư đã hướng dẫn quý vị tu tập tụng kinh trì chú lại Phật rất là nghiêm túc. Thế mà cho nên là tôi không biết là tôi có tu bằng quý vị hay không. Tôi không dám nói, chỉ muốn chia sẻ cái cảm nhận của mình mà thôi. Bởi mỗi chúng ta đó, quý vị nên nhớ rằng á, con người là một tiểu vũ trụ. À, so với cái đại vũ trụ ở bên ngoài hả mà. À, vũ trụ nó có sự vận hành, cho nên con người chúng ta cũng gì bị chi phối bởi sự vận hành của vũ trụ. Do đó nó cũng có gì quý vị, nó cũng có mùa xuân hạ thu đông hả mà. À, rồi con người nó cũng có gì quý vị, theo cái văn hóa dịch lý của Trung Hoa đó, thì một cái định tinh là mặt trời có những hành tinh quanh nó, như trái đất cũng là một hành tinh, rồi sao hỏa, sao thủy, rồi mặt trăng, rồi vân vân hả mà. À, trong dịch lý Trung Hoa nó có gì thập bát tú hả mà, sao gì, sao mộc đức, sao huỳnh tiền, sao la hầu, sao kế đô gì đó hả mà. À, đủ thứ, trong đó có sao nặng, có sao nhẹ, nào là la hầu chánh thất kiến hung tai, thổ tú thủy diệu thất bát ai gì đó, thái âm lục thập đắc tiền tài vân vân. Cho nên á, người ta nghĩ rằng khi á, cái vũ trụ nó vận hành thì con người cũng bị chuyển theo. Do đó mà nó có năm tốt, năm xấu, sao nhẹ, sao nặng, từ đó nó đẻ ra cái chuyện cúng sao, hả mà. Kinh thì không tụng, Phật thì không niệm, mà nghe cúng sao thì ở đâu cũng tới quỳ tế rồi dữ lắm. À, là bởi vì sao quý vị? Bởi vì mình không có tin vào chính bản thân của mình, cho nên mình mới đem sinh mệnh của mình gửi gắm nơi thần linh, rồi mình bị chi phối bởi cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Ngài Văn Bô Văn Yển đó, một thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa, ngài nói đó: nhật nhật thị hảo, hảo nhật, ngày nào cũng là ngày tốt, phải không ạ? Xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt, hạ hữu đông phong, đông hữu tuyết, nhược vô nhàn sự quải tâm đầu, tiền thì nhân gian hảo thời tiết. Có nghĩa là sao? Tôi tạm dịch như thế này: xuân hoa thu nguyệt tỏ tường, hạ phong đông tuyết lẽ thường thế thôi, không chi vướng bận ở đời, ấy là giây phút tuyệt vời thế gian. Hả mà, còn tâm mình bị vướng bận quá, cho nên rốt cuộc mình bị dính vô sao này sao kia, vận này hạng nọ. Chứ còn nếu hiểu được đúng tinh thần Phật pháp, tất cả các pháp đều dựa trên nền tảng của nhân quả cả, không có gì nằm ngoài nhân quả. Tin sâu nhân quả rồi thì sao quý vị? Thì đó, sao hạn vận mạng nó không dính dáng gì đến con người của mình cả. Quan trọng mình có đủ sức cái niềm tin sâu vào nhân quả hay không hả mà. Thật ra đó, có vì cái văn hóa tín ngưỡng dân gian thâm căn cố đế từ nào đến giờ, cho nên các chùa vẫn cúng sao giải hạn. Đó là cái gì quý vị? Đó là cái phương tiện để dắt dẫn Phật tử vào chùa, để họ lạy được một lạy Phật, niệm được một niệm Phật, tụng được một câu kinh. Khi chúng ta đã có niềm tin sâu sắc đối với Tam Bảo rồi thì tất cả những thứ đó nó không ăn thua gì cả hả mà. Ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt, nhật nhật thì hảo nhật mà, hả mà. Quý vị biết ông Hitler đó, biết Hitler không? Hitler Đức Quốc xã đó hả mà. Hitler với là Sally Chaplin, tức là ông sặc lô đó, thấy không ạ? Hai ông đó sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, thấy không ạ? Nhưng mà một người thì làm cho cả thế giới cười, một người làm cho cả thế giới khóc. Là tại vì sao? Bởi vì cái tâm của họ vận dụng ứng vào hai cái môi trường khác nhau, dùng hai cái tâm khác nhau, cho nên đưa đến hai cái thái cực khác nhau. Sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, mà một người làm cho cả thế giới cười, một người làm cho cả thế giới vậy sao? Thế đâu phải tuổi gì đâu, tuổi gì cũng vậy thôi hả mà, năm nào cũng như
Như vậy thôi, mặc dầu nó có sự vận hành giữa con người và vũ trụ, nó có sự xoay chuyển lẫn nhau, nó chia ra con người có tám gì, từ thái cực sinh ra lưỡng nghi sinh tứ tự sinh bát quái, bát thái sinh ra vạn hữu vũ vũ trụ, phải không ạ? Rồi con người của mình nó cũng chia ra làm tám cái quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đòi, phải không ạ? Tuổi này gặp tuổi này thì sẽ tốt, tuổi này gặp tuổi kia thì xấu, từ đó đẻ ra là dần thân tỵ hợi tứ hành xung, những là tí ngọ mèo dầu tứ hành xung, phải không ạ? Tỵ dầu sửu gì đó vân vân, phải không ạ? Nghĩa là tất cả những cái hợp cái gì cái nghịch, cái xung cái khắc, phải không ạ? Hoặc là cái hợp vân vân. Cái đó là gì quý vị? Là dựa theo cái dịch lý của Trung Hoa thôi. Ông Phật ông không bao giờ nói tới cái đó cả. Cái đó có không? Có. Đúng không? Đúng. Nhưng mà nó sao quý vị? Nó cũng không ngoài cái tâm của chúng ta. Phật nói gì quý vị? Nhất thiết duy tâm. Tâm tạo. Tất cả đều từ nơi tâm của mình. Mình tạo, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa. Để gục từ nơi tâm của chúng ta cả. Nếu chúng ta có niềm tin sâu sắc với Phật Pháp đó, thì tất cả những thứ đó không ăn thua gì cả. Thầy tôi ở đây đó, từ xưa đến giờ không có bao giờ coi ngày coi giờ hết trơn á, mà cũng động thổ, cũng đặt móng, mà cũng tổ chức cái này cái kia, chùa vẫn phát bình thường thôi. Có bao giờ coi cái giờ nào đâu, có giờ theo cái ngày nào đâu. Mà chúng ta cứ bị kẹt vào những cái đó, cho nên đời chúng ta nó bị trời đất nó chuyển. Đúng, nếu chúng ta không vượt qua được ngũ hành thì chúng ta sẽ bị ngũ hành nó chuyển. Còn người học Phật thì cái niềm tin đối với Tam Bảo là gì quý vị? Là tuyệt đối. Mình quy Phật mà mình không tin Phật thì mình tin cái gì? Thấy không ạ? Mà quy Phật thì sao? Không quy y thiên thần quỷ vật. Quy Pháp thì không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng thì không quy thầy tà bản. Bạn ác, quý vị ghi Tam Bảo chưa? Rồi, nhưng mà rốt cuộc mình cái đêm sinh mệnh của mình gửi gắm nơi toàn những cái gì quý vị? Thần linh không ạ? Và biến ông Phật trở thành một ông thần. Cho nên á, hôm nay thầy muốn nói với quý vị một cái đề tài, không biết thầy có nói quý vị chưa? Có nói rồi, hôm nay thầy nói lại. Đó là gì quý vị? Thất Thánh Tài. Thất Thánh Tài là gì? Bảy thứ tài sản của bậc thánh, phải không ạ? Bảy thứ đó nó có sẵn trong tất cả chúng ta, hả mà. Cho nên quý vị vốn là những người rất giàu có, tất cả chúng ta rất là giàu có, nhưng mà mình nó không có chịu lấy nó ra xài, hả mà. Mình cất nó ở đâu á, lu lấp nó ở đâu á. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật mới dạy rằng á, chúng sinh giống như những gã cùng tử, thực ra đã có dấu hạt châu ở trong chéo áo, thế mà không có nhận ra, hả mà. Giấu hạt châu ở trong búi tóc, thế mà rốt cuộc bỏ nhà ra đi làm gã cùng tử, hốt phân ăn mày, hả mà. Hôm nay Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy trong mỗi chúng ta đó, chúng ta đều là con của trưởng giả cả, có sẵn những thứ tài sản của bậc thánh ở trong người, không lấy nó ra xài, hả mà. Nếu biết nhận ra nó rồi thì gì quý vị? Chúng ta cực kỳ giàu có. Đời sống chúng ta là gì quý vị? Bất tuyệt. Thấy mà, bảy thứ tài sản đó là gì quý vị? Cái gì quý vị nhớ không? Tín, gì nữa? Tàm, quý, giới, văn, thí và huệ. Thấy mà, thầy nhắc lại: tín, tàm, quý, giới, văn, thí và huệ. Bảy thứ này bây giờ quý vị lấy ra xài. Thấy mà, trước hết là gì quý vị? Cái tài sản đầu tiên là gì quý vị? Là tín. Tín là gì? Đây là niềm tin. Là người Phật tử, chúng ta phải có niềm tin. Tin cái gì? Đầu tiên là phải tin Tam Bảo. Điều này hết sức quan trọng. Có nhiều Phật tử đó quy y Tam Bảo rồi, nhưng mà rằng là đến chùa quy y để có một cái pháp danh, để có một cái phái như vậy, nhưng niềm tin của mình với Đức Phật thì hết sức là cạn mỏng. Cho nên á, lạy Phật á thì không chí thành, không tha thiết, đầu không sát đất, và thậm chí nghi ngờ đối với những điều mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì trên thân phận của mình nó đầy dẫy phiền não, mình cứ nghĩ sao mà con khổ quá, mà con cầu Phật hoài, con niệm Phật hoài mà nó không có
không có gì, không thấy được gì cả, phải không ạ? Rõ ràng là bởi vì niềm tin của chúng ta với Đức Phật vẫn còn cạn mỏng, chúng ta chưa hiểu hết Tam Bảo là gì. Cho nên thực ra đó, thầy đi giảng rất nhiều nhưng thầy cũng nói đi nói lại, hoành đi hoành lại cái chuyện này, bởi vì điều này hết sức là căn bản. Ngày xưa đó, các hàng đệ tử đến với Đức Phật thì cũng phát nguyện ba câu thôi: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Y Tăng. Quý vị chỉ cần quy y Tam Bảo không thôi, hả mà, là quý vị có thể thành tựu được mọi đạo nghiệp của mình. Nhưng chúng ta đã quy y chưa? À, quy y chưa? Sợ chưa đấy quý vị. Trong kinh đó, trong bài niệm hương, quý vị có nhớ có câu gì không quý vị? Ư nhất niệm quý, quy y gì nữa? Năng diệt tam kỳ nghiệp. Chỉ cần một niệm quay trở về nương tựa với Tam Bảo thì có thể diệt được nghiệp trong ba A Tăng kỳ kiếp. Hay mà chúng ta đó cũng làm lễ quy y rồi, cũng có pháp danh rồi, có cái phái quy y rồi, để làm gì? Để chết, để mà đốt, mà đem theo thôi. Chứ thực sự chúng ta chưa có làm một cuộc quay trở về. Tam Bảo có ba bậc: đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Niềm tin chúng ta đối với Tam Bảo còn cạn mỏng lắm, bởi vì chúng ta chỉ thấy Phật ở bên ngoài, chúng ta chưa thấy Phật ngự ngay trong tâm của mình. Cho nên quy y rồi nhưng mà niềm tin của chúng ta đối với Phật nó rất là cạn mỏng, cho nên nhiều khi chúng ta úp mặt quay lưng với Phật để chúng ta đi tìm những cái phù hư ở bên ngoài. Tu như thế, xin thưa quý vị, tu hòa chúng ta cũng không thấy cái gì cả. À, cái năng lượng nó không có. Là một người Phật tử đó, chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối đối với Tam Bảo. Hôm trước đó chúng tôi có giảng cái chỗ này, hả mà, có giảng chỗ này tại Bồ Đề Lãng Nhã, cho nên chúng tôi tạm gác qua. Chúng tôi nói tới cái niềm tin thứ hai. Chúng tôi cũng giảng rồi, bởi vì đi đâu chúng tôi cũng quanh đi quẩn lại chỗ này. Cái niềm tin thứ hai là tin nhân quả, hả mà. Tin nhân quả quan trọng lắm. À, hành tàn hư thật tự gia tri, họa phước nhân do cánh vấn thùy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nghĩa là gì? Những việc mình đã làm ra hay là còn cất giấu trong tâm, ai biết quý vị? Mình biết, hả mà, tự ta biết lấy. À, việc thiện hay việc ác á, à, việc họa hay việc phước á, cũng do ai? Do chính mình, khỏi cần phải hỏi ai cả. Thiện hay ác cuối cùng đều có quả báo của nó, chỉ khác nhau là đến sớm hay là đến trễ mà thôi, hả mà. Nhân nào thì quả nấy. Cho nên á, con người của chúng ta đó là gì quý vị? Là chứng nhân của cái dòng nhân quả sinh diệt từ vô lượng lượng kiếp. Người xưa dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là gì? Muốn biết cái nhân đời trước đó thì sao? Thì hãy nhìn cái quả mình đang hưởng trong hiện tại. Muốn biết cái quả đời sau đó thì hãy nhìn cái nhân mình đang hưởng trong hiện tại. Rất đơn giản, cái nhìn quý vị hiện tại thôi thì biết cái nhân quả của quý vị đã như thế nào. Mình làm người Phật tử phải có niềm tin sâu sắc đối với nhân quả đó. Cái bản thân tôi chẳng hạn như vậy. À, tôi nhìn tôi là tôi biết kiếp trước chắc tôi ngạo mạn lắm, à, coi thường người ta lắm, cho nên kiếp này đẻ ra nó luôn tìm xấu quá. À, tôi nhìn tôi đó là tôi biết rằng á, à, kiếp trước mình đã tạo ra nhiều những cái nghịch duyên là đó, cho nên kiếp này mình gặp rất nhiều những cái chướng chữ duyên. Người ta đi tu sao mà xui chèo mát mái, người ta đi tu sao mà gì lúc nào cũng gặp toàn những cảnh thuận, còn mình đi tu ăn rồi cứ gặp nghịch cảnh hoài. Mà cái này mình có đổ thừa cho ai được quý vị? Cái này là cái nhân của mình đã từng tạo ra, phải không quý vị? À, tôi biết rằng sau mà tôi chưa về cực lạc mà tôi có tái sanh làm người thì chắc chắn tôi đẹp trai lắm. Tại vì sao vậy? À, kiếp này mình cung kính, hả mà, à, mình thương người, mình giúp vật thì chắc chắn sau này mình sẽ có cái quả báo tốt đẹp. Cũng như vậy đó quý vị, cái nhìn bản thân quý vị thì quý vị biết không có gì nằm ngoài nhân quả. Hôm nay mình sống lâu hay là chết yểu, hả mà, mình đẹp hay là mình xấu, mình giàu hay là mình
Mình nghèo hoàn toàn không phải do một đấng thượng đế, một Chúa Trời đã bắt mình, trừng phạt mình hay cho mình cái gì cả. Chỉ có do mình. Cho nên á, Đức Phật mới dạy con người là chủ nhân những nghiệp mình của mình, và cũng là kẻ thừa từ tất cả những nghiệp dĩ mà mình gây tạo. Hả mà? Không có đổ thừa cho ai cả. Khi biết rõ được như vậy rồi thì sao quý vị? Sẵn sàng đón nhận tất cả những gì nó đến với mình. Cái gì nó đến thì nó đến, nó chưa đến thì nó chưa đến. Cái gì nó đi thì nó sẽ đi, cũng cố gắng níu lại nó cũng đi, mà nó chưa đi thì có đuổi nó cũng không đi, thấy không ạ? Cho nên á, sẵn sàng đón nhận, thấy không ạ? Những gì nó đến với mình sẵn sàng đón nhận. Đó là người tin sâu nhân quả, thấy không ạ? Vậy thôi chứ tu sướng chết chứ có gì đâu. Bây giờ chẳng hạn như mình biết, như bản thân tôi từng biết, năm nay tự nhiên thấy sức khỏe nó suy hao, phải không ạ? Rồi cảm thấy cũng có nhiều cái duyên sự rắc rối, chẳng hạn như vậy. Mình biết nó như vậy thì mình chuẩn bị cái tâm để đón nhận nó, không kỳ cầu nguyện, không van xin, không chạy trốn, phải không ạ? Nó đến thì nó đến, mà nó chưa đến thì nó chưa đến. Nó đi thì nó đi, mà nó chưa đi thì nó chưa đi. Cho nên á, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo giữ lai kỳ. Thiện hay ác cuối cùng đều có quả báo của nó, chỉ khác nhau là nó đến sớm hay là nó đến muộn mà thôi, phải không ạ? Nó nếu mà nó đến bây giờ thì bữa sau nó khỏi cần đến nữa, còn bây giờ mà nó chưa đến thì chắc chắn rồi nó sẽ đến. Mình cứ tin chắc nó là như vậy. Cho nên mở lòng ra mà đón nhận nó, không có chạy trốn nó. Tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ có được đời sống an lạc lắm. Và chư tổ dạy đó, người tin sâu nhân quả thì sẽ đạt được một cái đức gọi là đức vô ý. Vô ý là gì quý vị? Là không sợ hãi, hả mà? Đạt được cái đức vô ý tức là không còn sợ hãi nữa. Cái gì đã đến thì mình sẵn sàng nó đến, hả mà? Dù người ta có hù cái gì đi chăng nữa, hả mà? Dù cho cuộc đời đã thay đổi đến đâu đi chăng nữa, cái chính thể nào đi chăng nữa, thì mình vẫn không nằm ngoài nhân quả. Một sợi tóc cũng không rụng được nếu không có nhân quả. Cái điều này rất là căn bản quý vị. Quý thầy quý cô cũng nghe mòn lỗ tai hết trơn rồi, thấy mà. Mà tôi nghĩ quý vị Phật tử cũng nghe quá nhiều rồi, nhưng tin nó thì chưa chắc. Đôi lúc mình tin nhiều thứ khác hơn. Mình tin cái hên xui. Tôi thấy bây giờ Phật tử mở miệng ra nói hên xui, thấy mà. Hết xui mấy, may rủi, ha mà. Rồi gì nữa quý vị? Vẫn trông chờ vào một cái năng lực nào đó bên ngoài con người của mình. Cho nên học Phật không có phải là soi rọi thỉnh hình bóng Đức Phật ngự trong tâm của mình để gì quý vị? Lập sáng cái tâm của mình, mà đến với Phật với cái gì quý vị? Ý tưởng cầu nguyện van xin nhiều. Cái đó thầy gọi là tà mạng. Tình đêm sinh mệnh của mình gửi gắm nơi tà, chỗ tà vậy. Cho nên thích đó, lên đồng, lên bóng này. Thích soi căn soi kiếp này. Thích coi quẻ, coi bói này, thấy mà. Thích gì nữa quý vị? Thích toàn những cái chuyện ma mị thích toàn là những chuyện âm thích toàn những chuyện tà. Những cái thứ đó nó hấp dẫn mình ghê gớm lắm. Còn cái niềm tin chắc chắn trên từng phút giây của đời sống, thấy mà, diễn ra theo trình tự nhân quả, thì mình lại mơ hồ đối với nó. Mình cạn niềm tin ra phía đó là một cái điều rất là gì quý vị, rất là đáng tiếc của người Phật tử. Thầy nói rồi thầy cũng sẽ nói lại như vậy. Tin sâu nhân quả. Bây giờ tất cả quý vị được ni sư, được quý thầy hướng dẫn cho tu tập pháp môn tịnh độ, tu tập pháp môn tịnh độ. Và đó, tịnh độ nó trở thành một cái pháp môn. Có khi đó là một trào lưu, nhưng thực chất nó là pháp môn đã được chư tổ nhiều đời chỉ dạy cho chúng ta. Nhưng niềm tin của chúng ta đối với tịnh độ đó thì hết sức cạn mỏng, và cũng rơi vào chỗ tà vậy. Điều này đi đâu chúng tôi cũng nói như thế này. Thưa thật với quý vị, tôi vốn là người ít học, cho nên giảng tôi cũng giảng cái gì mới cả. Tôi cũng chỉ nói đi nói lại chỗ này. Niềm tin của chúng ta đối với tịnh độ nó cạn mỏng, cho nên cái sức niệm Phật của chúng ta đó, cái năng lượng của nó đem đến
cho chúng ta nó quá ít đi. Tịnh độ là gì? Thầy nhắc lại, tịnh độ là tịnh hóa nhân, nhân tâm và tịnh hóa quốc, quốc độ. Hai mà tịnh độ tức là tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa quốc độ. Tịnh hóa nó làm gì quý vị? Làm cho thanh tịnh cái tâm của mình. Mà tâm mình thanh tịnh thì cõi nước nó sẽ thanh thanh tịnh. Mà tâm mình á phiền não thì cõi nước xung quanh nó cũng sẽ nhiễm ô phiền, phiền não. Cho nên khi quý vị niệm Phật thì cái điều quan trọng nhất là phải làm tịnh cái tâm của mình. Thế mà chứ còn chúng ta niệm Phật thì sao quý vị? À, đầy dẫy những cái gì quý vị? Những cái hạt giống của tham sân, sân si, của sự mong cầu, hả mà, của gì quý vị? Của những cái tơ tưởng không có an trú trong chánh niệm. Vì thế tâm chúng ta nó không tịnh được. Dù cái tâm đó là tâm mong cầu một thế giới nào đó đằng sau cái chết này, hả mà, thì cái đó cũng gì quý vị? Cũng là không phải thanh tịnh. Bởi vì niệm là gì? Niệm có nghĩa là gì quý vị? Là cái tâm an trú trong hiện hiện tại. Nếu quý vị biết chữ Hán, quý vị biết chữ niệm, nó có bộ kim ở trên. Kim là gì quý vị? Là cái hiện tại, là cái nay đó. Và bên dưới nó có bộ tâm, tức là cái tâm ngay trong hiện tại. Cho nên niệm Phật tức là bây giờ mình đang bị rắc rối, đang phiền não, đang lăng xăng gì đó, thì bây giờ quý vị quay trở về với hiện tại, niệm Phật, hả mà, tâm an trú trong chuyện hiện tại bằng danh hiệu của Đức Đức Phật. Mà Đức Phật của quý vị đang niệm là Đức Phật A Di A Di Đà, hả mà, A Di Đà. A Di Đà tiếng Phạn là gì quý vị? Amita, thầy giảng nhiều lần rồi phải không? Amita có nghĩa là gì? Amita có nghĩa là gì? Là vô lượng, là vô lượng, hả mà, vô lượng, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng gì nữa? Đã nói là vô lượng thì cái gì cũng vô lượng hết. Đã bảo là vô lượng thì cái gì cũng vô lượng. Amita chỉ có nghĩa là vô lượng. Amitabha đó mới là vô lượng quang. Amitayus là vô lượng thọ. Còn Amita phiên âm là Ajida chỉ có nghĩa là vô lượng. Vô lượng thì trí tuệ vô lượng, biện tài vô lượng, công đức vô lượng, thọ mạng vô lượng, hào quang vô lượng. Cái gì cũng vô lượng cả. Thế mà tại sao quý thầy hay giảng là vô lượng thọ và vô lượng quang? Bởi vì thọ đó là chỉ cho gì quý vị? Chỉ cho thời gian. Còn quang là chỉ cho không gian. Amita là bao hàm hết tất cả thời gian và không gian. Cho nên một danh hiệu A-di-đà đó là bao hàm hết tất cả thời gian và không gian. Một danh hiệu A-di-đà là bao hàm hết tất cả pháp môn. Một danh hiệu A-di-đà là bao hàm hết tất cả các kinh điển. Một danh hiệu A-di-đà là bao hàm tất cả các danh hiệu. Không có danh hiệu nào nằm ngoài A-di-đà. Danh hiệu của chư Phật, mỗi vị chủ một hạnh, thế mà. Cho nên có Phật này, có Phật kia, có cõi này, có cõi nọ, nhưng mà cũng không nằm ngoài Amita, tức là vô lượng. Một danh hiệu A-di-đà là đủ. Cho nên niệm Phật A-di-đà tức là cái tâm an trú ngay trong hiện tại với cái âm thanh bất tỳ Nam Mô A Di Đà Đà Phật, thì đó vô lượng công đức, vô lượng hào quang, vô lượng trí tuệ, vô lượng biện tài đều đầy đủ trong đó cả, nếu chúng ta có một niềm tin sâu sắc ở nơi đó, phải không? Không có chạy đi tìm ở một thế giới nào đằng sau cái kiếp người này cả, không có mơ hồ nghĩ tưởng một điều gì cả, chỉ biết an trú ngay trong hiện tại. Không niệm thì thôi, phải không? Không bàn. Mà đã nói tới niệm thì cái niệm của mình nó phải trọn vẹn. À, quý vị biết là tại trú xứ Hương Nghiêm này có rất nhiều vị hòa thượng, người ta ngày đêm mỗi ngày niệm mà 10.000 câu Phật, hả mà, và lúc nào cũng an trú trong cái câu niệm Phật. Tự nhiên mình nhìn các ngài trẻ mà hoan hỷ, mà đẹp, mà rất nhiều quý vị rất là an lạc. Còn chúng ta nói niệm, nhưng mà chúng ta niệm hoài, nhưng mà thực sự ra đó lòng chúng ta bị vướng bởi quá nhiều thứ, cái sự niệm chúng ta nó sẽ khó. Hôm nay quý vị đi chùa, quý vị niệm Phật, mỗi tháng quý vị được quý sư tổ chức cho những ngày niệm
niệm Phật, phải không ạ? Thực ra đó chỉ là những cái gì quý vị, cái thời gian để quý vị tập thực hành, cái chính là mỗi mỗi quý vị khi về nhà đó, quý vị phải niệm cho nó thường xuyên, mỗi ngày phải dành cho mình những thời khóa nhất định để mà niệm. Khi gặp bất kỳ một phiền não nào, một chiến duy nào, thì chúng ta không quên đi cái câu Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Những lúc nào rảnh rỗi, những lúc nào nhẹ nhàng, chúng ta phải cố gắng giữ cái niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Có một hòa thượng mới vừa nói với tôi, tu đó phải lấy giới luật làm đầu, hả mà. Còn pháp môn thì chỉ có pháp môn niệm Phật mới có thể liễu sanh thoát. Phật tử thậm chí vì đã nói hơi căng một chút xíu đó, ngoài ra đều không có gì khác. Có nghĩa là không có pháp môn nào khác cả, chỉ có pháp môn niệm Phật mới giúp cho chúng ta liễu sanh thoát, Phật tử được thôi trong thời mạt pháp này. Một vị hòa thượng luật sư nổi tiếng ở Sài Gòn dạy chúng tôi như vậy. Chỉ có niệm Phật mới có thể liễu sanh thoát, Phật tử, ngoài ra không có pháp môn nào khác cả. Nói như vậy thì có vẻ hơi căng đấy, mà hơi cực đoan, vì căng cơ bộ chúng sinh nó mỗi bộ khác. Tuy nhiên cái lời nói của Ngài là tâm huyết ngay chính trên cái đời sống của Ngài, hả mà, cũng như kinh nghiệm bao nhiêu năm tu tập, chúng ta phải có niềm tin trọn vẹn với pháp. Pháp môn là như vậy, về tánh, về tướng, về lý, về sự, về tự, về tha, Thầy đã nói rất là nhiều lần rồi. Ở tại Đạo Tràng Bồ Đề Lãng Nhã, Thầy cũng đã nói rất là nhiều, phân tích rất kỹ cái nào là tướng, cái nào là tánh, hả mà. Danh hiệu Đức Phật A Di Đà chỉ là tướng, hả mà. Đức Phật A Di Đà chỉ là hình tướng, nhưng nơi hình tướng này để thể nhập vào cái tự tánh đây, đó là tự tánh A Di Đà có sẵn trong mỗi mỗi chúng ta, hả mà. Cho nên á, xứng tánh khởi tu. Xứng tánh khởi tu, quý vị nhớ trong cái bài niệm hương quý thầy quý sư hay đọc là gì quý vị? Xứng tánh tác Phật sự. Xứng tánh là sao quý thầy? Quý hòa thượng dịch cho dễ hiểu là theo Phật pháp làm lành đó, hả mà. Dịch dạy đôi lúc chúng ta cứ tưởng đâu là làm lành theo quý thầy quý cô đi làm từ thiện, gọi là theo Phật pháp làm lành cũng vậy. Xứng tánh tác Phật sự, tức là ứng với cái tự tánh của mình để mà thi tác mọi Phật sự. Tự tánh của mình thì nó là sao quý vị? Tự tánh mình nó có tham không? Không. Tự tánh mình nó có sân không? Tự tánh mình nó có si không? Không. Tánh mình không tham là đại bố thí. Tánh mình không sân là đại nhẫn dục. Tánh mình không si là đại trí tuệ. Thấy không ạ? Cho nên xứng tánh sự tu là cái nương nơi tự tánh của mình mà tu. Thì không tu gì cũng là tu, hả mà. Còn nếu lìa tự tánh mà tu thì nhìn thấy tu thiệt là dữ đó, nhưng mà thật ra chẳng tu gì cả. Đây là cái chỗ quan trọng. Cho nên cái câu kinh mà niệm hương từ nhỏ thì rất để ý đó. Xứng tánh tác Phật sự, tức là nương nơi tự tánh của mình mà làm Phật sự. Mà tự tánh của mình thì nó như thế nào? Lục Tổ Hệ Năng đó, khi gặp Đại sư Hoằng Nhẫn, Ngài khai thị, thì ngay trong đêm đầu tiên được gặp được Tổ, Ngài Huệ Năng phát biểu rằng: Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Trời đất ơi, đâu có biết rằng tự tánh của mình vốn nó thanh tịnh, vốn nó đầy đủ, vốn nó không sanh diệt, vốn nó không hề lay động, vốn nó có khả năng sinh ra vạn pháp. Mình không biết, mình á để cho cái tự tánh mình bị che lấp bởi tánh thân ngũ uẩn, bị che lấp bởi hình danh sắc tướng, rồi chạy đi theo cái bên ngoài, tu cái này tu cái kia, hả mà, làm chuyện này làm chuyện nọ, toàn là làm chuyện ở bên ngoài tự tánh. Còn nếu mình biết ngay nơi tự tánh của mình xứng tánh khởi tu, hả mà, thì không tu gì cả mà vẫn là tu, hả mà. Các ngài cũng nương nơi tự tánh của mình mà làm Phật sự, hả mà. Ngồi mỉm cười không rồi cũng là đại bố thí rồi. Ngồi mỉm cười không là đại bố thí, quý vị có tin không? Đấy, tôi thấy một vị đại lão hòa thượng chỉ cần ngài cười lên không thôi là ngài cho mình quá nhiều rồi.
Mà nhiều khi mình chạy lăng xăng, mình làm đủ thứ thứ, mà thực ra chúc toàn những phiền phiền não. Thế mà nhìn một ánh nhìn không thôi là đại bố bố thí, nhìn một ánh nhìn không thôi là đại nhẫn nhẫn nhục. Trong lục độ ba la mật quý vị nhớ không, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì cái nương nơi tự tánh của mình mà tu thì tất cả mọi Phật sự đều hanh thông. Thế mà còn các pháp thì tự nhiên, cái gì nó đến thì nó đến. Thế mà cái này sanh thì cái kia nó sanh, cái này diệt thì cái kia nó diệt, cái này không sanh thì cái kia nó không không sanh, cái này không diệt thì cái kia nó không không diệt. À, Trung Quán Luận dạy rất là rõ ràng. Thế thì tất cả mọi sự trời có nói gì đâu, thiên hà ngôn tai, vạn vật sanh yên, tứ thời hành yên, thiên hà ngôn tai, trời có nói gì đâu. Vạn vật vẫn sanh sôi nảy nở, bốn mùa vẫn tuần tự xoay vần, trời có nói gì đâu. Trời không nói gì hết, mà con người mình thì lắm chuyện lắm đó mà. Con người mình thì nói nhiều lắm, đủ thứ thứ cả, đúng sai, hay dở, tốt xấu, hơn thua, đẹp thương ghét, đủ thứ thứ cả, làm cho rắc rối cuộc đời lên. Chứ nếu quý vị thực sự tin vào tự tánh của mình thì ngồi chơi mỉm cười như vậy, hay mà để cho các pháp đi qua mà vẫn luôn luôn tràn đầy công đức, đó là pháp tu của các ngài đấy. Còn mình không tin nổi cái tự tánh của mình. Cho nên á, chư tổ mới dạy chúng ta cái phương pháp niệm Phật. Niệm Phật để làm gì quý vị? Để trở về tự tánh của mình. Pháp môn niệm Phật gọi là tự tánh di đà. Phù di tâm lạc quốc phổ biến thập phương. Tự tánh di đà viên dung nhất trí. Diệu ứng uy sắc thanh chi cảnh. Lưu quang uy tâm mục chi gian. Tự trung phản vọng quy chân trực hạ bối trần hiệp giác. Cái mà gọi là duy tâm lạc quốc đó hả, mà tức là cái thế giới cực lạc đó, nó ở đâu quý vị? Ở ngay nơi tâm của mình. Nó bằng cái ngôn ngữ tôi vừa nói là ngay nơi tự tánh của mình. Nhưng mà nó ở đâu? Nó có mặt khùng khắp tất cả pháp giới, gọi là phổ biến thập phương. Trong đó hoa này có tự tánh di đà không? Có không? Có. Trong tiếng chuông này có tự tánh di đà không? Có. Núi, sông, cây, cỏ, hả mà đất, đá, đàn ông, đàn bà, vân vân, tự tánh di đà nó khắp mặt khắp tất cả mười phương. Khê thanh, tiện thị, quảng trường, thiệt sơn sắc, vô phi, thanh tịnh thân, già lai, bát vàng, tứ thiên kệ, minh nhật, như hà, cử tờ dân. Trong cái tiếng suối róc rách kia kìa, là quảng trường thiệt tướng đấy. Trong cái màu non lờ lạc kia kìa, đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai đó. Đêm về đó, 84,000 bài kệ tụng, nhưng ngày mai lấy cái gì để nói với người đấy? Nói không được. Đây là chỗ ngôn ngữ đạo đọa. Đây là chỗ mà tôi cố gắng diễn bày bao nhiêu đó thì đã làm cho quý vị mù mờ đấy bấy nhiêu. Cái quan trọng là quý vị phải tin nơi mình có cái đó, đầy đủ cái đó. Chỉ cần cái niềm tin đó là quý vị có tất cả. Còn không chúng ta chỉ là những gã cùng tử, thế mà chạy đi tìm đi gì quý vị, đi hút phân, đi ở đợ ở bên ngoài. Trong cái nhìn của Pháp Hoa quý vị đã biết rõ được, thế mà còn quý vị tin sâu được ở nơi mỗi con người chúng ta có đầy đủ, thế mà cái tự tánh thanh tịnh đó thì gần như không tu mà tu, thế mà gọi là xứng tánh khởi tu. Làm Phật sự cũng là xứng tánh tác Phật. Phật sự ứng theo cái tự tánh của mình mà làm Phật sự. Thầy nhắc lại, tánh mình không tham là đại bố thí, tánh mình không sân là đại nhẫn nhục, tánh mình không si là đại trí tuệ, hả mà tánh mình không hề gián đoạn, đó là đại tính tinh tấn.
Lục độ ba la mật đầy đủ trong tự tánh của chúng ta. Chúng ta phải có niềm tin đó. Các kinh điển đại thừa, người này phỉ báng, người kia bình giải, đủ thứ trả, cũng chỉ ra cái chỗ này mà thôi. Pháp Hoa gọi là gì quý vị? Gọi là Phật tánh, thấy không ạ? Duy thức gọi là chân tâm, là Như Lai, Lai Tạng, vân vân. Rất nhiều kinh điển, mỗi kinh điển nói bằng một thứ ngôn ngữ khác nhau. Pháp môn Tịnh Độ gọi là tự tánh gì? Di Đà. Nó ở đâu? Phổ biến thập thập phương, nó có mặt ở cùng khắp pháp giới. Phù duy tâm lạc quốc, phổ biến thập phương, tự tánh Di Đà viên dung nhất trí. Tự tánh Di Đà là một cái trí tròn sáng, giống như một tấm gương lớn bao trùm hết tất cả, hay mà viên dung nhất trí, giống như tấm gương vậy. Quý vị có thấy tấm gương không ạ? Tấm gương mà mình soi mặt vào đó, thì cái mặt mình là sao? Mình soi vào trong đó nó hiện ra cái khuôn mặt giống y như vậy, phải không ạ? Mặt mình đẹp, mình soi vào á là nó hiện ra khuôn mặt đẹp. Mặt mình xấu, soi vào nó hiện ra khuôn mặt xấu. Đừng có mong mặt mình xấu mà mình rọi vào ra cái mặt của cô hoa hậu, không có chuyện đó, hả mà. Cái gì soi vào nó hiện ra cái này. Thánh soi vào hiện ra thánh, phàm soi vào hiện ra phàm. Cái khuôn mặt của cô hậu đẹp mấy đó thì đẹp, nhưng mà khi soi vào, khi cô hậu đi thì sao? Nó còn vì luyến tiếc mà nó giữ cái bóng ở trong gương không? Không. Thế mà đi thì nó mất, đến thì nó hiện, hả mà. Đến thì vụt hiện như trăng soi đáy nước, đi thì bồng tan như mây lãng từng không, như giấc mộng mơ hồ, thoát có thoát không, tờ cảnh huyễn lan man, chợt tan chợt hiện. Và chúng ta đó, con người đó, chúng ta sinh ra, lớn lên, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, rồi già rồi bệnh rồi chết, thấy không ạ? Rồi đến rồi đi, rồi thương rồi ghét, rồi giận rồi hờn, cũng không nằm ngoài cái tấm gương tâm đó, thấy không ạ? Nhưng khổ nổi cái tấm gương của mình thì sao quý vị? Nhiều kiếp đã bị bám bụi, mờ câm soi vô chẳng thấy gì hết trơn, thấy không ạ? Bây giờ chúng ta tu là chúng ta làm gì quý vị? Chúng ta chùi bụi trên gương, thấy không ạ? Điều này, cái lý này thầy giảng rất là nhiều, rằng cái lau mãi, cái chùi mãi cho tới khi nào không còn một mảy bụi thì cái vầng sáng kia nó hiện ra. Có phải là cái tấm gương sáng đó từ đâu nó tới không? Không, cũng ngay nơi đó, ngay nơi tấm thân của quý vị đó, chứ không ở đâu khác cả. Ngay nơi quý vị đó, một cái chùi bụi thì gương nó sáng ra mỗi ngày, đã mỗi sáng. Cho nên mình tu đó, mình làm sao mình thấy tâm mình mỗi ngày mỗi sáng là mình thấy tu đúng rồi đó, không? Còn tâm mình tu xong mỗi ngày chỉ thấy toàn là tiền nè, thấy toàn là tình nè, hả mà, thấy toàn là phiền não, thấy toàn là nhiễm ô đó, hả mà, thì mình biết rằng cái sự tu mình dù có lạy, có niệm một ngày 1000 câu Phật, lạy 1000 lạy Phật, có tụng bao nhiêu kinh điển, có trì bao nhiêu chú, mà mỗi ngày tâm mình nó càng tối lên, hả mà, là biết mình tu trật rồi, đúng không ạ? Tu trật rồi. Tu làm sao đó mà thực sự mỗi ngày mình thấy tâm mình nó càng sáng ra. Tâm sáng ra thì sao quý vị? Phiền não nó lắng đi, cái tham nó bớt một chút, phải không ạ? Cái sân nó bớt một chút, cái si nó bớt một chút. Tu như vậy là mình biết mình tu đúng. Chứ phải quý vị về kể một ngày quý vị niệm mấy ngàn sâu chuỗi là không ăn thua gì đó. Làm sao đó mình thực sự trong một niệm Phật mình trở về với chính mình nè. Mình mỉm cười được với cái nụ cười giác ngộ ở ngay trong một câu niệm. Niệm Phật nói nghe có vẻ gì quý vị? Có vẻ dụ quá ha. Nhưng mà thực sự đó là như vậy. Không niệm thì thôi, thực sự ngồi niệm thì giây phút đó tâm phải sáng ra. Cái tự tánh nó thấp thoáng ở đâu đó, nó không có xa lắm đâu quý vị ạ. Nó ngay nơi nơi đó mình nhận ra thì nó sáng, hay mà không nhận ra thì nó mờ gặp, không thấy gì cả, hả mà. Tu là trở về cái chỗ đó. Tự tánh Di Đà viên dung nhất trí, diệu ứng với sắc thanh chi cảnh, lưu quan với tâm mục chi gian. Nó ở đâu quý vị? Nó ứng hợp một cách vi diệu ngay nơi các cảnh sắc thanh đó. Nó chỗ mắt thấy, chỗ tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó. Chứ quý vị đừng chạy đi tìm tự tánh ở đâu hết, ở ngay chỗ mắt thấy, tai nghe, nó ứng hợp vi diệu ngay nơi cảnh sắc thanh.
Con bắt mình sao là mình thấy cảnh nó như như vậy, thấy không ạ? Làm sao mà mình thấy được đúng cái thực tại đó, thì đó chính là cái thấy của tự tự tánh. Bây giờ quý vị dòm đó hoa này, quý vị có thấy đó hoa không? Thấy đâu? Không thấy hoa, mình thấy màu hồng, thấy không ạ? Mình thấy cái lá xanh nè, mình thấy cái tím nó đẹp hơn cái hồng nè, thấy không ạ? Mình thấy nó sắp héo rồi nè, thấy không ạ? Nghĩa là mình thấy cái gì quý vị? Cái giả tướng của nó không, mà chưa thực sự mình trực tiếp tiếp nhận với nó. À, cái này cái khó lắm quý vị ha. Như vậy là mình chạy theo hình danh sắc, sắc tướng, mình đâu thực sự tiếp xúc với đó hoa đâu. Cho nên thi sĩ Quách Thoại mới có bài thơ Hoa Thượng Dược đó, quý vị có biết không? Đứng yên bên hàng dầu, em nở nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc và lắng nghe em hát, lời em ca thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Nhìn một đóa hoa thiệt dược đằng trước ngõ thôi, hàng ngày mình đi ngang qua, đi ngang lại với nó, mình thấy nó nhiều cánh, mình thấy nó màu đỏ, màu tím, màu màu vàng, mình thấy nó tươi, nó nếu chưa thực sự mình tiếp xúc với đó đó hoa, thì làm sao mình thấy được cái thực tại đó. Cho nên không lạ gì trong Kinh Kim Cang mới có câu đó là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu cái nhìn qua hình danh sắc tướng thì người đã đang hành tà đạo, người đã không thấy được như Như Lai. Còn tự tánh của mình vốn nói sao quý vị, nó uy nguyên từ đó đến giờ mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả được đâu. Chúng ta chỉ chạy theo cái sanh diệt của các pháp, trên niệm Phật nó khó quý vị. Tôi nói chỗ này hơi cao một chút xíu, thấy không ạ? Tôi biết quý vị Phật tử đạo tràng, đạo tràng Bồ Đề La Nhã nghe rất nhiều thầy giảng rồi, tu học rất nhiều rồi. Hôm nay thầy cố gắng thầy nói kỹ cái chỗ này một chút xíu. Đây là vấn đề mà trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn khai thị cho ngài A Nan về tiếng chuông, quý vị nhớ không? À, Đức Phật gọi tiếng chuông hỏi A Nan nghe không? Ngài A Nan bảo và bạch Đức Thế Tôn nghe, phải không ạ? Khi tiếng chuông nó hết rồi, Đức Phật hỏi có nghe không? A Nan nói không nghe gì hết. Đức Phật nói không nghe ông điếc à? À, có điếc không? Không điếc, phải không ạ? Vậy bây giờ quý vị có nghe không? Nghe, nghe cái gì? Nghe im khô à? Nghe không có tiếng gì cả chứ đâu phải không nghe. Không nghe tức là điếc rồi, phải không ạ? Như vậy bây giờ là có nghe, nhưng mà nghe không có cái tiếng. Cái đó là gì vậy? Đó là cái tánh nghe, phải không ạ? À, cái tiếng chuông thì có sanh có diệt, còn tánh nghe thì không sanh không không diệt, phải không ạ? Giống như trời tối mình đi ra trời tối thui không thấy gì hết. Không thấy là đuôi sao? Ngủ sao? Thấy không? Thấy gì? Thấy tôi thui à? Đó mà. Và cái tánh thấy đó nó không có mắt. Cho nên á, Đức Thế Tôn khai thị cho vua Ba Tư Nặc đó, hỏi hồi nhỏ có thấy sông Hằng không? Hồi 3 tuổi, và Bạch Thế Tôn 3 tuổi con đã thấy sông Hằng rồi. Thế bây giờ 80 tuổi ông có thấy sông Hằng không? Thì vua Ba Tư Nặc nói dạ thấy. Thấy sông Hằng. Hỏi cái thấy của hồi 3 tuổi và của 80 tuổi nó như thế nào? Vua Ba Tư Nặc nói nó khác hẳn nè. Đức Thế Tôn nói không, sông Hằng thì nó thay đổi, thấy mà, nó uống qua bên này rồi nó uống qua bên kia, phù sa đắp lỡ đắp bồi, thấy mà. Như cái tánh thấy thì hồi 3 tuổi và 80 tuổi nó cũng như nhau, nó không hề mất. Tự tánh Di Đà cũng giống như vậy quý vị ha. Nó ở đâu? Ở ngay nơi các cảnh sắc thanh đó mà nó ứng hợp một cách vi diệu. Cho nên á, chúng ta lìa được hình danh sắc tướng, chúng ta mới được gì quý vị, mới đối diện được với thực tại nhiệm màu của các pháp ở ngay trong từng phút giây của đời sống, chứ không cần phải chạy tìm ở đâu cả. Cực lạc cũng không ở đâu cả, ở ngay trong từng giây phút nhiệm màu. Chỗ này hơi cao một chút xíu, nhưng nếu không tin được chỗ này thì gì quý vị, thì cực lạc kia cũng chỉ là gì quý vị, cảnh giới của tà vậy. Nếu không tin được cái điều này, thấy không ạ? Thì mình nhắm mắt chạy theo một cảnh giới tà vậy nào đó, chứ không phải cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì nó không phải là một cái thế giới như một cái hành tinh nào đó để chúng ta có thể dùng máy bay phản lực chúng ta bay thiệt nhanh tới đó được. Nó không phải, thấy không ạ? Nó không phải là cũng làm không phải một thứ thiên quốc của thần giáo, giống như thiên đàng của Thiên Chúa giáo,
Không phải, nó là thực tại nhiệm, nhiệm màu. Nếu chúng ta có tín, có nguyện, có hành, phải mà, thì cái thế giới cực lạc là thế giới nương lên quyền lực của Đức Phật A Di Đà mà hiển hiển hiện. Lúc bây giờ chánh báo ở đâu thì y báo nó ở ở đó, phải mà. Mình ở đâu thì cực lạc nó ở ở đó. Sau khi mình bỏ ta bà này rồi thì mình sẽ về cực cực lạc, không phải về đông hay về về tây, về nam, về bắc gì cả, mà nó nương lên quyền lực của mình, phải mà. Mà cực lạc có thể biến khắp mười phương, cái điều này hơi khó tin, phải mà. Nhưng mà trước hết chúng tôi muốn nói với quý vị, cái mà quý vị thấy hôm nay chỉ là cái thấy qua hình danh sắc, sắc tướng, phải mà. Làm sao đó diệu ứng với sắc thanh chi cảnh, lưu quan với tâm mục trí chí giang ở giữa chỗ mắt thấy tai tai nghe đó, mình phải biết hồi quan phản chiếu, biết quay trở về với tự tánh của mình, tự trung phản vọng quy chân trực hạ bối trần hiệp giác. Nói tóm lại tức là bỏ cái vọng trở về với cái chân, phải mà. Ngay nơi đó là quay lưng với trần cảnh và hiệp với sự giác ngộ. Hôm nay mình thấy là thấy cái vọng này, thấy màu hồng, thấy màu xanh, thấy màu tím là thấy cái vọng. Những cái đó là những thứ có thể xanh, xanh diệt. Hôm nay nó hồng chứ ngày mai nó tàn thì nó sẽ trắng, cái đó nó có xanh xanh diệt. Nhưng cái thực tại thì không có xanh xanh diệt, cái tự tánh thì không có xanh diệt. Tự tánh không phải nó nằm ở trong cái thân này, hả mà, mà nó ở ngay nơi chỗ mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm. Nếu chúng ta không có tiếp xúc một cách trực tiếp được thì chúng ta nương nơi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tức là nương nơi hình tướng, hả mà, để trở về với tự tánh. Lìa tướng thì không có tánh, hả mà. Mình bây giờ mình làm sao lìa tướng để nhập tánh được, bởi vì tánh cái là cái nương nơi tướng mà nó có. Nơi chỗ mắt có thấy, tai có nghe thì tự tánh ở ngay nơi đó, chứ tự tánh không phải là một cái cục gì đó để rồi mình gì quý vị, mình đi tìm nó, hả mà. Cho nên á, không thể lìa cái cõi trần này, không thể lìa đời sống này để có được sự giác ngộ. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy gì, tri huyện tức ly, ly huyện tức giác, hả mà. Nếu mà lìa cái gì quý vị, cái thế gian này, lìa cái cuộc đời này để đi tìm sự giác ngộ thì giống như là đi tìm lông rùa sừng thỏ, du như cầu thố giác vậy. Giống như tìm lông rùa sừng thỏ, nó không có thật, ở ngay nơi đời sống của quý vị thôi. Cho nên quý vị đừng tưởng đâu quý thầy quý cô là tu cao, tức là tu tới một cái thế giới nào khác cả, không có, ở ngay nơi đây. Nhưng mà nơi đây chúng ta bị nhiều những cái gì quý vị, danh vọng lợi lộc tình cảm, làm để đánh mất đi cái niềm tin của chúng ta đối với cái tự tánh của mỗi con người thôi, hả mà. Cho nên chúng ta phải có niềm tin vững mạnh như vậy. Đó là cái gì quý vị, cái tài sản thứ nhất mà chúng tôi muốn nói với quý vị, hả mà, là tin, hả mà. Tài sản thứ hai là tàm, tài sản thứ ba là quý, hả mà. Tàm là gì? Tàm là hổ thẹn. Quý là gì? Quý cũng là hổ thẹn. Tàm là tự mình xấu hổ, hả mà. Còn quý là sợ người khác biết mà sanh tâm xấu hổ. Hai cái đó cũng là hai thứ tài sản của chúng ta. Trong kinh Thủy Sám nói rằng người biết tàm quý đó, hả mà, thì mới có thể tu tập được. Người không biết tàm quý là tự mở cửa ngục để mà chung vào, hả mà. Nếu chúng ta không biết xấu hổ thì không mà tu được, không bao giờ tu được quý vị ha. Chúng ta có thể ngồi đây ngẩng mặt nhìn nhau được đó, là bởi vì chúng ta cũng có biết hổ thẹn, hả mà. Cái tàm đó là phải tự mình biết xấu hổ. Còn nếu tự mình không biết xấu hổ thì ít ra cũng sợ người khác biết mà sinh tâm xấu hổ, sinh tâm hổ thẹn. Đó là hai thứ tài sản của bậc thánh, hả mà. Mà mỗi chúng ta đó, ai cũng nên phát triển khả năng đó. Chứ nếu thấy mình ghê gớm quá, thấy mình ngon lành lắm, thấy mình tu tập được nhiều, hả mà, thấy mình đi bố thí cúng dường nhiều, hả mà, thấy mình cũng đạo cao đức trọng, vân vân, xin thưa quý vị, đổ sông đổ biển hết, tu bao nhiêu đổ sông đổ biển hết, luôn luôn phải thấy mình chẳng là gì. Ngài Ấn Quang dạy như thế nào quý vị? Phải luôn luôn xem
tất cả chúng sinh đều là những bậc thánh, còn bản thân mình là kẻ phàm, phàm phu, phải không ạ? Phải biết hổ thẹn chứ. Khi nhìn lên rõ ràng mình chẳng có gì cả, tu tập chưa bao nhiêu cả, làm công đức chưa được bao nhiêu nhiêu cả. Đó chính là tàm quý, hai cái thứ tài sản của bậc thánh mà nếu chúng ta để mất nó rồi thì chúng ta chẳng khác nào loài cầm thú. Cầm thú nó không biết hổ thẹn, quý vị. Con người hơn cầm thú ở chỗ là ta biết hổ thẹn, phải không ạ? Không có thời gian thầy nói ít. Tín, tàm, quý. Cái thứ tư là gì quý vị? Giới. Giới. Cái chỗ này đúng ra là mỗi thứ tài sản này phải nói một buổi. Thầy dồn vô hết buổi này nó hơi nhiều đấy, nhưng mà cũng cố gắng nói để cho quý vị hiểu. Giới là gì quý vị? Giới là gì? Giới là cái khả năng giữ giới của quý vị đó. Hay mà Đức Phật chế ra rất là nhiều loại giới dành cho tài gia và xuất. Xuất gia, tài gia có 5 giới, ha mà. Bát quan trái, trai giới, thập thiện giới, ha mà. Bồ Tát á, 6 giới trọng và 28 giới dĩ khinh, ha mà. Các hàng xuất gia có giới sa di, có thức xoa ma na ni, ha mà. Có giới tỳ kheo, 250 giới tỳ kheo ni, 348 giới. Bồ Tát tam tù tình giới, trong đó có 10 giới trọng, 48 giới dĩ khinh, vân vân. Nhưng cái điều quan trọng là gì quý vị? Chúng ta có khả năng giữ giới hay không? Chỉ có người điên đó không có khả năng giữ giới. Chỉ có những kẻ cuồng đó, họ không có khả năng giữ giới. Họ sống buông xả và không biết kiềm chế. Họ sống theo bản năng giống như loài thú. Còn chúng ta đó, mỗi con người, mỗi quý vị ngồi tại đây, không ít thì nhiều, phải không ạ? Chúng ta cũng có được cái khả năng giữ về giới. Nếu chúng ta biết phát triển nó lên thì chúng ta có thể thành tựu được đạo nghiệp. Bởi đó tam vô lậu học, nhờ giới mà sanh định, nhờ định mà phát tuệ, ha mà. Nếu không có giới thì đừng nói tới định, không có định thì làm sao có huệ. Cho nên nó có thể nói một cách rốt ráo, ngay nơi giới là định, ngay nơi giới là huệ. Trong định có giới, trong định có huệ. Huệ tức là tổng phần của giới và định, ha. Chỉ cần nói giới định tuệ, nhưng mà quý vị chỉ cần giữ giới thôi là đủ. Bởi vì nghe đến giới thì quý vị có định, nghe đến định là quý vị có huệ. Giới nó có 4 thứ quý vị ha: giới pháp, giới tướng, giới thể và giới hành. Hôm nay thầy nói một chút xíu để cho quý vị rõ về cái giới. Giới pháp tức là gì quý vị? Những cái quy định thuộc về giới mà Đức Phật đã từng nói ra, ha mà. Thọ giới này thì sẽ được cái gì, ha mà. Không thọ giới, không giữ giới thì sẽ bị phạt ra làm sao. Cái đó thuộc về giới pháp, ha mà. Nó thuộc về luật. Trong Tam Tạng kinh điển thì đã chiếm hết một tạng gọi là kinh luật và luận, ha mà. Thì luật tạng cũng là một tạng quan trọng trong sự tu hành của chúng ta, ha mà. Cái đó thuộc về giới pháp. Giới tướng tức là những điều tướng của giới. Điều tướng mỗi giới mỗi khác nhau. Ví dụ tài gia có năm giới, hả mà. Quý vị biết năm điều tướng của giới tài gia chưa? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, hả mà. Đó là giới tướng. Bát quan trai có tám giới, hả mà. Tám giới bát quan trai có giống năm giới tài gia không? Giống không? Giống năm cái rồi thêm ba cái, phải vậy không? Không, khác à. Vì sao mà thầy nói nó khác? Cũng năm giới tại gia, nhưng giới bác quan trai là giới gì quý vị? Giới của người tại gia thực hành hạnh của người xuất gia trong một ngày một đêm, quý vị hiểu cho đó mà. Cái ngày hôm đó quý vị là người xuất gia, mặc dù quý vị còn tóc đấy, nhưng giới tu bác quan trai là ngày đó quý vị tu cái hạnh của người xuất gia. Cho nên cái giới tại gia đó, giới thứ ba cái hạn như vậy là giới tài dâm, không được tài dâm. Nhưng giới bác quan trai thì không phải không được tài dâm à. Giới bác quan trai là suốt ngày đó phải tuyệt đoạn hẳn với dâm dục, dù chỉ một ngày một đêm. Cho nên quý vị thấy giới tướng nó khác, thấy không à? Nghe nó có vẻ giống nhưng mà nó khác về giới tướng, quý vị thấy không à? Bác quan trai giới là giới của người tại gia thực hành hạnh của người xuất gia trong một ngày một đêm, chứ không phải là cả đời. Quý vị hiểu cho đó mà.
À, cho nên cái đó là điều tướng của giới ha, mà mỗi giới nó có những điều tướng khác khác nhau, là giới pháp, giới tướng. Cái thứ ba đó là giới thể. À, giới thể là gì quý vị? Là cái thể của giới. Cái này đó là cái mà nó không có hình tướng, là cái không có tạo tác. À, do tư tâm sở của người thọ giới chí thành, phát lồ và phát nguyện trước á, tam bảo mà đắc giới, đắc gọi là đắc được cái giới thể. Hay mà có người thọ giới thì đắc giới, mà có người thọ giới không đắc, không đắc giới, chứ phải ao thọ giới cũng đắc giới đâu nghe. Hay mà hồi quý vị có chi sư Phật suốt đời không sát sanh, quý vị một ngày một đêm không sát sanh có thể dư được không? Hay mà mô Phật dạ được ha, mô Phật được, cái miệng thì mô Phật được mà cái tâm thì không có, không có, thì quý vị không đắc giới. Đắc giới là sao? Tức là giữa cái tâm sở của mình, cái tư tâm sở, theo giải thích của luật học á, cái tư tâm sở khi đối trước với chư Phật, chư Bồ Tát mà thành khẩn tha thiết thì người thọ giới, đắc giới. Hay mà có những người thọ giới mà không đắc, đắc giới. Khi mình đắc giới tức là gọi là có được cái giới, giới thể. Ví dụ giới thể tỳ kheo, giới thể của tỳ kheo ni. Đã đắc được cái giới thể thì tới khi mà chết đi đó, cái thân này hoại rồi đó, thì cái giới thể đó mới mất. Riêng cái giới Bồ Tát đó hả mà, thì khi đã đắc được cái giới thể Bồ Tát thì muôn đời muôn kiếp dù có xuống dưới A Tỳ địa ngục thì giới thể nó vẫn còn, bởi vì nó thuộc về giới tánh, không phải là giới tướng. Giới tướng thì có cái hình tướng này hả mà, thì còn giới. Mất cái hình tướng này thì mất cái giới thể hả mà. Còn giới Bồ Tát đó vốn là giới tánh phát nguyện như vậy, đời đời kiếp, à, dù có xuống địa ngục đi nữa thì cái giới thể Bồ Tát nó vẫn còn, quý vị hiểu mà. Cái đó gọi là giới thể. Và cái thứ tư là giới hành. Giới hành tức là cái sự thực hành giới, giới pháp, cũng thọ giới, cũng đắc giới thể, nhưng mà người này thì tinh tấn, tinh nghiêm, người khác thì sao, thì ương dễ dở, chẳng hạn như vậy. Cho nên cái giới hành nó khác nhau. Bây giờ quý vị là những người có cái khả năng giữ giới trong con người của mình, cho nên mình giữ được nhiều chừng nào đó thì sao quý vị, công đức của mình nhiều chừng nãy. Có điều đó, hầu hết người ta để giới giữ mình chứ mình không có chịu giữ giới hả mà. À, mà đây thầy muốn đang nói tới giới là một thứ tài sản của bậc thánh, tức là khả năng giữ giới của mỗi con người, chứ không nói tới cái chuyện bị giới giữ mình. Giới giữ mình là sao? Chẳng hạn như bữa nay phát nguyện tháng giêng ăn chay thầy ví dụ như vậy ha, tôi phát nguyện ăn chay suốt tháng giêng, bữa nay mới 21 rồi, chưa còn 10 ngày nữa hả mà, lỡ phát nguyện rồi hả mà, còn 10 ngày nữa ráng chắc đi Đà Lạt với sư Bồ Đề Lạt Nhã vài bữa về rồi cũng đỡ được vài ngày rồi hả mà, ráng từng nữa rồi bắt đầu chào ra kiếm tô phở cái đã hả mà, là thịt con gà ăn cái đã hả mà. Như vậy người đó là người bị gì quý vị? Giới giữ mình, chứ thực sự mình không có giữ giới, quý vị hiểu chưa bạn? Ở đây là cái khả năng giữ giới của mỗi người, chứ không phải là một sự ràng buộc. Đức Phật không có chế ra cái giới pháp để ràng buộc ai cả. Đạo Phật là một đạo rất là tự do, hả mà. Cái giới của quý vị gọi là tùy phần giới, tức là gì quý vị? Thọ được cái giới nào đó thì có công đức của giới vậy đó. Khi quý vị quy y đó, trong giới bản nói rõ ràng, giữ được mấy giới cũng tốt, giới nào giữ được thì mô Phật giữ được, giới nào không giữ được thì im lặng. Có phải vậy không ạ? Không có ai dễ thương giống như Đức Phật hết trơn á. Ông Phật không có ép buộc ai hết trơn á, nhưng mà Đức Phật nói rõ cái công đức của việc giữ giới hả mà. Mình giữ giới thì mình sẽ được tự do, mình xử giới thì mình sẽ được an lạc, còn mình không giữ giới thì phiền não tai chướng nó sẽ đến với mình. Có người đau khổ nhiều, phiền não nhiều là bởi vì không biết giữ giới. Đơn giản đó là như vậy thôi quý vị, chứ không phải là tại anh tại ả gì cả, tại cái này tại cái kia mình đổ thừa đủ thứ. Tại vì quý vị, tại vì mình không chịu giữ giới thì sẽ được tự do. Hình như tôi có kể cho quý vị nghe chưa không biết, tôi hồi nhỏ thầy tôi dạy đó,
Giữ giới là được tự do. Tôi không tin. Tôi cãi chày, cãi cối, cãi biết thôi. Thầy tôi không nói chứ, bữa sau rồi biết. À, bữa sau rồi biết. Tôi nói giữ giới thì bị ràng buộc, chứ sao tự do. Có người đang đứng vậy tự nhiên rào xung quanh họ cái hàng rào. Hả mà? Thì tự nhiên phải làm sao quý vị? Người đó thế nào cũng tìm cách để nhảy ra khỏi cái hàng rào. Rào cho mình một hàng rào bảo là tự do sao được? Tôi không tin giữ giới là được tự do. Thế là một hôm tôi ngộ ra cái điều này. Nhân một lúc tôi làm gì quý vị biết không? Tôi đi cầu. Tôi đi nhà vệ vệ sinh. Hồi xưa nhà tôi ở phía chùa tôi phía sau có một cái dãy nhà vệ sinh dài như vậy đó. À, thời bao cấp làm nhà vệ sinh đó là cũng bèo bèo ha mà. Cửa nẻo rồi nó cũng không có ra gì cả ha. Thì mỗi cái cửa nó có một cái chốt ha mà. Nhưng nguyên ở chỗ đó nó vắng vắng xa xa cho nên mình vô mình ngồi trong toilet đó. À, mình không có chịu cố chốt cái chốt cửa lại, cái khép lại vậy đó, cái vô ngồi trọng á. À, mà từ cái bàn cầu quý vị ha cho tới cái cửa thì nó rất là xa. Đang ngồi trong đó tự nhiên cái nghe tiếng chân thịt 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 thịt. Ôi chết cha, sợ ai tới mà nó kéo cái cửa ra là chết. Thế là mới làm gì quý vị biết không? Rướn tới để chụp cái cửa. Vì cái cửa như thế này nè mà. Ngồi mà không yên, kéo quần xuống rồi mà ngồi không yên. Cứ chụp kéo cái cửa lại vì sợ người ta tới, người ta kéo cửa ra. Thấy mà, cái chập cái nghe im rồi bắt đầu ngồi lại bình thường ha. Ngồi rồi cái bắt đầu cái thích 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 rướn tới chụp cái cửa. À, thì tự nhiên ra ngộ ra được cái điều sư phụ dạy hồi xưa, không giữ giữ giới thì sẽ được tự do. Nếu tôi vào trong toilet mà tôi chốt cái cửa lại thì sao? Ai đi ngồi đó kệ họ chứ, họ có thịt thịt rầm rầm kệ họ, cái ngồi nó thoải mái, cửa mình chốt rồi. Giới là cái gì quý vị? Giới là cái chốt cửa đó. Giới là cái chốt cửa đó, chốt lại cái là ngồi trong đó thoải mái, có ngồi gặp bánh mì hay đọc báo gì cũng sao hết trơn. Thấy không ạ? Mà không chốt lại thì sao? Thì sẽ bất an, sẽ mất tự do. Quý vị hiểu chỗ đó không ạ? Cho nên mình giữ giới thì mình sẽ được tự do. Đây là cái điều tôi ngộ ra, điều thầy tôi dạy ngày xưa. Cho nên á, bản thân của mình á, mình bị nhiều phiền não thì lý do là do mình không chịu giữ giới. Đức Phật cũng chế giới kỹ lắm quý vị, kỹ lắm. Nếu quý vị mà học giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, thấy mà, quý vị có điều kiện đọc trong Quảng Luật thấy rằng không có điều gì bây giờ mà ngày xưa Đức Phật chưa nói tới cả. Tôi tỉ mỉ từng ly từng tỷ, thấy mà. Mà thôi nói cái đó cao quá. À, bản thân quý vị chỉ cần nắm năm giới, thấy mà, giữ cho chắc, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mặc dầu có năm nhưng mà thực sự nó là căn bản của tất cả các giới, thấy mà. Mà mình phải làm gì quý vị? Giữ giới, đừng để giới giữ mình. Giới giữ mình là không ăn thua rồi, cái đó là đối phó, hả mà. Bản thân mình phải giữ giới, hả mà. Đó là một thứ tài sản của bậc thánh. Quý vị thấy có nhiều vị họ không tu gì cả, họ cứ trì luật thôi, họ an trú trong giới như pháp. Tại trú xứ này có một vị hòa thượng, chúng tôi ngày xưa chúng tôi cho rằng tỳ ni vật dụng thiết yếu chỉ dành cho sa di mới bước vào chùa, nhưng mà không, bây giờ hòa thượng 85 tuổi rồi, mỗi ngày khi làm bất kỳ việc gì vẫn trì cái tỳ ni vật dụng thiết yếu, bước ra ngõ rửa chén, đi cầu, ăn cơm, lấy bạc Phật, không bao giờ ngài lìa tỳ ni vật dụng thiết yếu. Một hòa thượng ở rất gần đây thôi quý vị, để quý vị thấy ngài có nói chuyện tu gì đâu, tu gì cả. Tôi cũng hay nói tu chỉ cho mệt, cứ an trú ngay nơi những điều Đức Phật dạy, hả mà, phát tâm tự nguyện giữ giới, hả mà, thì tự nhiên mọi thứ nó an lành, mọi thứ nó đẹp. Đó là thứ tài sản của bậc thánh, hả mà. Tín tàm quý giới là gì nữa quý vị? Cái thứ năm là gì? Văn. Văn là gì quý vị? Văn là nghe. À, văn là nghe. À, văn là một thứ tài sản của bậc thánh. Quý vị nên nhớ cái cõi ta bà này là cõi âm thanh quý vị, là cõi âm thanh. Cho nên á, cái công đức của nhĩ căn nó lớn lắm. Cái lỗ tai mình đã nói gì quý vị, nó có khả năng nghe rất là xa, hả mà. Văn đây đó nó còn nói về kiến thức của chúng,
chúng ta, nghĩa là sự học hỏi. Ngài A Nan đó được tôn xưng là gì quý vị biết không? Cái gì đệ nhất? Đa văn đệ đệ nhất, ha, tức là học nhiều nghe nghe rộng, ha. Mà có nhiều vị trong cái giai đoạn gọi là hạ thủ công phu đó thì có thể gì quý vị, có thể gác cái chuyện thấy nghe lại, ha, mà để cho tâm mình nó tịnh. Có nhiều người hiểu lầm cái chỗ này, cứ tưởng đâu là không cần nghe gì hết, không cần đọc gì hết, tu đi, ha. Mà họ nói như vậy là sai. Sự tu tập nó có nhiều giai đoạn, học đạo, hành đạo, rồi tới hạ thủ công phu, ha. Mà học không học, hành không hành, mà cứ nhắm mắt lại mà gọi là hạ thủ công phu. Biết cái gì mà hạ thủ? Niệm Phật là niệm sao, ha. Mà niệm chặt nó thành tà, tu thành tu tà là bởi vì không nghe, không thấy, không học, không hiểu, ha. Mà bảo rằng dẹp hết kinh điển, tụng kinh là loạn tâm loạn trí, đó là người dạy không có sư phạm. Thế mà khi mình học đạo nó phải có từng bước của nó. Không đọc tụng kinh điển đại thừa làm gì hiểu được cái chỗ này để mà niệm Phật, để mà tu. Mình phải đi qua cái giai đoạn đó rồi thì mới nói chuyện tới hạ thủ công phu, hả. Mà chưa biết gì hết hạ thủ thì hạ thủ thành tà. Cho nên đa văn cũng có lợi, chứ không phải là một cái gì quý vị sai lầm gì cả, hả. Mà trừ trường hợp quý vị phát tâm nhập thất kính, cắt đứt các duyên, hả. Mà nhập thất hạ thủ công phu thì gác hết cái chuyện thấy nghe, hả. Mà để an trú trong cái gì, cái công phu của quý vị. Còn bây giờ đó, ăn ngày tối ngày chạy rong ở ngoài đường, hả. Mà tối ngày nói toàn chuyện sốt tốt chuyện xấu của thiên hạ, tối ngày đó là cứ là châu mắt vào trong tivi coi hết phim này tới phim kia, mà nó nghe nhiều loạn, nói đọc tụng nhiều loạn, đọc tụng nhiều loạn đối với người nhập thất kia, đối với người hạ thủ công phu kia, hả. Mà còn hàng ngày đó là mình cứ nạp toàn ba cái gì hạt giống tiêu cực vào trong mắt thấy tai nghe của mình, mà bảo rằng nghe nhiều loạn là không đúng. Nghe đây tức là nghe hiểu Phật pháp, nhưng cái nghe đó, cái dùng của nó hết sức đặc biệt. Trong sáu căn chúng ta đó thì cái nhĩ căn này nó hết sức quan trọng. Vì cõi sao? Vì cõi này là cõi âm thanh. Hàng đệ tử của Đức Phật được gọi là gì quý vị? Hàng đệ tử xuất gia Đức Phật được gọi là bậc gì? Bậc thanh văn. Thanh văn là sao? Là những bậc trực tiếp nghe giáo pháp của Đức Phật mà tu hành, vì thế gọi là thanh văn. Khác với duyên giác, tức là những người giác ngộ được cái lý nhân duyên mà thành tựu. Còn thanh văn là người trực tiếp nghe giáo pháp của Đức Phật mà tu hành. Cái âm thanh nó rất là quan trọng. Cái pháp tu của Bồ Tát Quán Thế Âm là pháp gì quý vị biết không? Pháp nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn viên thông tức là quay cái nghe của trần cảnh lại, nghe lấy tự tánh của mình, gọi là phản văn, văn tự tánh. Phản văn tức là quay cái nghe lại, văn tự tánh là nghe lấy cái tự tánh của mình. Trong hồi Lăng Nghiêm đó, Bồ Tát Văn Thù mới ca ngợi trong 25 thứ viên thông của chư vị Bồ Tát, thì cái nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm là thù thắng nhất. Chính vì vậy Bồ Tát Quán Thế Âm có cái danh hiệu là Viên Thông Đại Sĩ đó. Quý vị biết không? Đã nghe cái danh hiệu đó chưa? Viên Thông Đại Sĩ đó là bởi vì cái dĩ căn viên thông Bồ Tát Quán Thế Âm là thù thắng nhất trong tất cả 25 cái viên thông của chư vị Bồ Tát. Cho nên cái nghe nó rất quan trọng. Rồi, nghe là một thứ tài sản, nhưng phải biết nghe. Còn mình nghe cái gì? Nói xấu ai là vĩnh lỗ tai lên mà nghe, hả. Mà nghe cái chuyện gì đã hấp dẫn là vĩnh lỗ tai lên mà nghe, hả. Mà nghe niệm Phật á là ngủ gục, hả. Mà nghe tụng kinh á là coi như chán bỏ đi, hả. Mà nghe nhạc sập sình, hả. Mà nhạc bóp, nhạc rock đồ là coi như kích động mà nhảy lên, hả. Mà mình toàn là duyên với những hạt giống của tiêu cực, hả. Mà mình nghe những cái gì chát chúa, mình nghe những gì động,
Còn những cái âm thanh của tiếng suối róc rách, âm thanh của gió thổi vi vi vu, âm nhạc đó mới thực sự là âm âm nhạc, âm thanh của sự yên yên lặng mình chẳng bao giờ lắng nghe. Có ngồi lại đâu mà lắng nghe, có thực sự ngồi lại với mình đâu để mà nghe, chạy theo những cái danh sắc ở bên bên ngoài thì làm sao có được cái gọi là nhĩ căn viên thông hả mà. Chỉ còn quý vị biết nương nơi cái tánh nghe của mình để gì quý vị, để an trú hả mà, thì thực sự cái công đức tu tập đó rất là lớn. Có nhiều vị họ chỉ cần ngồi nghe không thôi, để lỗ tai để họ nghe tiếng niệm Phật hả mà. À, họ nghe được sự im lặng, họ chỉ tiếp xúc với thực tại nhiệm màu. Còn mình mắt thì chạy theo sắc, tai thì chạy theo tiếng hả mà, làm sao mình tiếp xúc với lòng thực tại. Cái điều này nói có nó khó hiểu, nhưng hồi nãy tôi giảng cái chỗ mà diệu ứng với sắc thanh chi cảnh đó, bây giờ tôi mới nói tới nó ứng hợp một cách vi diệu trong các cảnh sắc, sắc thanh, cái thực tại nhiệm màu, cái gọi là tự tánh dí Di Đà, cái gọi là chân tâm, cái gọi là Như Lai Tạng, cái gọi là Phật tánh đó ở ngay nơi đó, không ở đâu khác cả quý vị. Cho nên người biết đó thì tự nhiên sự tu tập năng lượng nó sẽ rất là lớn. Hả mà, đó là cái tánh nghe. Đó là một thứ tài sản tín tạc quý giới văn, nhớ không ạ? Lát nữa hỏi lại 7 cái nhớ không? Mấy cái rồi? 5 cái. Cái thứ 6 là thí. Thí, thí là gì? Thí là bố thí ha. Thí là cho, đúng rồi. Thí là cho hả mà. Cho nó cũng có nhiều cách. Cách cho quý vị chắc là nghe quý thầy giảng nhiều rồi, có tài thí nè hả mà. Pháp thí nè, vô ý thí, tài thí thì có nội thí, có ngoại thí hả mà. Cho cái bên trong của mình chắc là thân thể, máu huyết chẳng hạn như vậy. Cho cái bên ngoài tiền bạc tài sản hả mà, đó là ngoại thí thuộc về tài. Rồi pháp thí tức là nói pháp cho người khác nghe hả mà, đó là bố thí hả mà. Rồi có nhiều người nói tôi đâu có khả năng làm giảng sư như thầy mà bố thí pháp. Quý vị có bố thí pháp được không? Được hả mà. Hình ảnh quý vị ngày hôm nay là một bài pháp sống động rồi đó hả mà. Quý vị cũng bố thí pháp được. Quý vị dễ bố thí hơn quý thầy nữa. Quý thầy phải lên pháp tòa này mới bố thí được hả mà. Còn quý vị sao ở nhà tỉ tê với chồng được nè hả mà, tỉ tê với con được nè hả mà, qua bà hàng xóm rồi mình cũng nói pháp được nè hả mà. Mình nói theo kiểu của mình, hiểu theo cách hiểu của mình. Thật sự mình khoái nói pháp không? Chứ còn hay là mình ngồi leo đôi mắt, mình nói ồ cái phim đó hay lắm hả mà, cái bà kia thế này thế nọ, nghĩa là mình toàn nói cái chuyện tào lao, mình không chịu nói pháp. Chứ thật ra quý vị là những người có thể đem Phật pháp đi vào đời còn dễ hơn quý thầy nữa hả mà. Mà quý vị mình không chịu bố thí pháp đó. Rồi gì nữa? Vô ý ý thí tức là cho cái không sợ. Bố thí nó có 6 cách hả mà: báo ân thí, cầu báo thí, tập tiên thí, hy thiên thí, yêu danh thí và bất trụ trước tướng tương thí hả mà. Báo ân thí là sao? Cho mà gọi là trả ơn hả mà. Bánh ít trao đi, bánh chì trao lại. Hôm qua chị đúc bánh xèo chị bưng qua cho tôi dĩa, hôm nay tôi làm mì Quảng bưng lại cho chị tô hả mà. Thấy thì gọi là cho, nhưng mà thực sự là gì quý vị? Là trả ơn hả mà, gọi là báo ân thí hả mà. Cái thứ hai là cầu báo thí, tức là cho mà có sự mong cầu hả mà. Hôm nay Tết là đem mua một hộp bánh lên biếu cho sếp, để coi sang năm xếp tăng lương cho mình hả mà. Hay là ngó nghĩ tới thằng con của mình, nhưng mình cho, nhưng mình mong cầu một sự đáp trả, gọi là cầu báo thí. Cái thứ ba là tập tiên thí, tức là bố thí theo thói quen của người đi trước, ai sao mình vậy hả mà. Người ta cúng 5 đồng mình 5 đồng, hỏi bao nhiêu tôi 10, tôi cũng 10 vậy đó, chứ không có phát tâm bố thí mà người ta sao mình vậy, gọi là tập tiên thí. Cái thứ tư á là hy thiên thí, tức là bố thí để mong cầu cái phước báo của cõi trời. Mình nghe nói giàu sang là kết quả của bố thí, cho nên ham giàu quá mà đi bố thí hả mà, không có dùng cái tâm bố thí hả mà bố thí với tâm mong cầu.
Cái thứ năm á là yêu danh, yêu danh thí, tức là bố thí để cầu cầu danh hả mà. Mà đóng tiền vô để mà đi cúng dường vậy đó, mà coi như là sư mà lên phục nguyện mà sót cái tên của mình nó xuống chửi, giống như là hàng tôm hàng hàng cá đó hả mà. Như vậy bố thí là cầu danh rồi hả mà. Trong khi mình phải biết rằng cái sự bố thí là do nơi tâm của mình. Sư có đọc sót tên đi nữa thì cũng là chuyện bình thường. Đọc không biết ông Phật ông có nghe hay không, không quan trọng. Hay là những người ta mà đi quảng cáo đó quý vị ha, tài trợ cho đội bóng này, cho doanh nghiệp kia hả mà, để quảng cáo cái doanh nghiệp của mình, cái đó gọi là yêu danh danh thí. Thấy cho thì có vẻ là nhiều ghê lắm, nhưng mà có mục đích là cầu cầu danh, làm cho mình nổi tiếng hả mà. Cái đó xin thưa quý vị là công đức nó ít lắm. Cho nên quý vị thấy ở chùa có cái thùng phước xương, thấy không? Cái thùng phước để làm gì quý vị? Để quý vị tập coi như là không có vì cầu cầu danh hả mà. Mình nghĩ rằng cúng dường tam bảo cho nên là bỏ vô trong trong đó, không ai biết hết hả mà. Mình bỏ bao nhiêu mình biết thế mà nhiều người cầu danh là cũng mong cho người ta ta biết. Đợi hồi nào lên chùa Bồ Đề Lăng Nhã phải gặp sư trụ trì đi chánh điện thì mới móc túi rồi bỏ vô hả mà. Mỗi lần mà bỏ tiền vô phải đằng hắn thiệt là to rồi các cũng dòm thấy rồi bắt đầu bắt tiền bỏ vô, tức là cầu danh. Cái thùng phước xương để tránh đi cái chuyện cầu danh, mà mình cũng cầu danh hả mà. Cái đó gọi là yêu danh thí hả mà. Và cái thứ sáu là gì quý vị? Bất trụ trước tướng thí, tức là bố thí mà không có chấp trước vào bất kỳ một hình danh sắc tướng nào cả. Không thấy người cho, không thấy của đem đi cho, và không thấy cái người nhận cái của cho. Không thấy nên tức là không chấp vào đó đó quý vị ha. Điều này rất là khó làm. Cái này gọi là bố thí ba la mật hả mà. Dana paramita, bố thí ba la mật tức là bất trụ trước tướng thí. Ba la mật là gì quý vị? Ba la mật là gì? Ba la mật tức là tiếng Phạn nó là paramita đó hả mà, là vượt qua đến bờ bên kia. Thầy vẫn từng nói nước biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Đạo Phật cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Ngoài giải thoát không có đạo Phật. Cho nên quý vị đi phóng sanh nè, quý vị đi bố thí cúng dường làm từ thiện, hay quý vị tu bất kỳ một cái gì, hay một pháp môn môn nào, mục đích của nó cũng để vượt đến bờ bên kia của sự giải thoát. Bờ bên kia ở đâu quý vị? Ở đâu? Ở ngay trong một tâm niệm của mình. Bên này hễ còn phiền não tức là còn ở bờ bên này, hết phiền não là đến bờ bên kia. Quý vị hết phiền não chưa? Cũng có hết đó hả mà. Quý vị qua bờ bên kia chưa? Có qua rồi nhảy lại, nhảy qua rồi nhảy lại. Một ngày mình nhảy qua nhảy lại không biết bao nhiêu lần hả mà. Bây giờ cái tâm thì nó khác, một chập nữa thì nó khác. Cho nên cái nhảy qua nhảy lại hoài mà mình khổ đó thôi hả mà. Tất cả mọi cái Phật sự của mình chỉ để làm gì quý vị? Vượt qua đến bờ bên kia. Gọi là ba la mật, gọi là paramita. Bố thí cũng để giải thoát hả mà. Bố thí là dứt lòng tham hả mà. Bố thí để tăng trưởng lòng từ bi, chứ không phải mong cầu một điều gì cả. Mà mỗi con người chúng ta ai cũng có cái năng lực đó, ai cũng có năng lượng đó. Mà nhiều khi chúng ta sao quý vị? Hẹp hòi, chúng ta ích kỷ, chúng ta không mở lòng ra đối với người khác. Nói với người ta một tiếng cho họ vui không nói, cười với người ta một nụ cười hoan hỷ không cười, lòng nó làm sao mà đi bố thí cho ai hả? Phật tử mà ăn rồi cái đem tiền đi cho hết chỗ này tới chỗ kia, mà cười với người ta một nụ cười đẹp cũng không dám, không chịu cười, ích kỷ thì sao? Thì cái bố thí kia không ăn măng thua gì, công đức nó không bao nhiêu. Quý vị hiểu chỗ đó không ạ? Đấy, mình vẫn có thể cho được nụ cười mà, cho được ánh mắt mà hả mà, cho được cái nhìn cho nó dễ thương một tí. Chứ còn Phật tử gì mà dòm nhìn người ta về người ta khó chịu, đêm người ta gác tay lên trán người ta ngủ không được, chiều con nó sẽ nhìn tao khó chịu quá hả mà. Là lòng mình nó hẹp hòi. Người Phật tử là phải hoan hỷ, phải mở lòng ra hả mà.
cười cũng đẹp, nhìn cũng cũng đẹp, một cử chỉ đó không thôi là đại bố thí rồi đấy. Thế mà đem tiền đi cho, mà quăng tiền vô trong nón của ăn mày mà nó quăng nó chạy long lóc như vậy thì công đức nó không có bao nhiêu cả. Thế mà để rồi mình phải thấy đất trời, thế mà mình thấy cha mẹ mình ở đâu quý vị? Ở ngay trong hình ảnh của những gã ăn mày đó. À, mình thấy bà con mình ở đâu quý vị? Đang ngồi xung quanh mình đó. À, phải thấy được như vậy, phải thấy đó là quyến thuộc của mình. Tôi ngồi đây, tôi nói thật với quý vị nha, ai cũng là mẹ của tôi cả, ai cũng là cha của tôi cả, ai cũng là chị của tôi cả, ai cũng là em của tôi cả. Mình phải tập có cái nhìn như vậy, bớt đi cái sự phân biệt mà thấy tràn đầy yêu thương với cuộc đời này, thì quý vị không bố thí, quý vị cũng là đại bố thí. À, tu dựa trên bốn cái đức mục rất quan trọng là từ bi hỷ xả, cho cái lòng mình phải mở ra để nhìn tất cả đều là quyến thuộc của mình hết. À, ai cũng là mẹ tôi hết thì tự nhiên làm sao có cái chuyện phân biệt, làm sao có cái chuyện hơn chuyện thua, chuyện đúng chuyện sai, chỉ để nuôi dưỡng cái lòng từ bi, tăng trưởng cái tâm hỷ xả. Đó chính là cái sự tu của chúng ta. Đó là thí. Và nghe đến đó là gì quý vị? Những điều tôi vừa nói chính là gì? Là huệ đó, là cái tài sản thứ sáu của bậc thánh. Huệ ở đây là gì quý vị? Là cái trí tuệ vô phân biệt. Chứ không phải huệ ở đây là cái trí năng do học hiểu mà biết. Cái mà do học hiểu mà biết đó, hôm trước tôi giảng quý vị gọi là gì quý vị? Thế trí biện thông, nhớ không? 108 thứ nạn gọi là thế trí biện thông, cái đó không phải là huệ nha. Hả mà huệ là cái công đức do tu tập mà sáng, cái tâm mình nó sáng và mình nhìn vào tất cả các pháp bằng cái nhìn vô phân biệt, cái đó mới là cái huệ đó. Hả mà chứ huệ không phải là cái trí năng do học hiểu mà biết. Cái trí do học hiểu mà biết chính là cái chướng ngại, chính là cái sở trí chướng. Hả mà còn cái huệ là khi cái tâm mình đã bừng sáng đó, mình nhìn tất cả các pháp với cái nhìn như thật, mình tiếp xúc được với lòng thực tại ngay nơi đó để nuôi dưỡng cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng, gọi là tứ vô lượng lượng tâm. Thì từ tối đến sáng, hả mà với người này, với người kia, với việc này, với việc nọ, tất cả nó đều vui, tất cả nó đều thênh thang, tất cả nó đều gì quý vị? Đều ấm áp. À, nếu biết phát triển những cái căn lành này trong mỗi mỗi chúng ta thì sự tu tập của chúng ta nó rất là dễ dàng. Còn nếu không biết phát triển tín tàm quý giới văn thí và huệ thì sự tu tập chúng ta càng ngày nó càng rơi vào cái chỗ cố chấp và gì quý vị? Càng tu càng phiền não. Quý vị có tin có ai càng tu càng phiền não không? Có đấy, nhiều người càng tu chừng nào phiền não chừng nãy, hả mà bởi vì họ không biết phát triển những cái hạt giống lành nay nơi mỗi con người của mình. Hả mà thì tối hôm nay rất là xin lỗi quý sư là muốn chia sẻ với quý Phật tử, cho nên nói biết quý sư ngồi nghe có chán hay không, nhưng mà gọi là đầu năm chia sẻ với quý vị, thầy cũng không có gì hơn xin ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tu đức cùng tất cả quý vị năm mới được an lành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có thắc mắc gì á, quý vị hỏi thì thầy xin trả lời thêm. Và không chúng ta nghỉ. Cầu nguyện trong nhà Phật, cầu cho mọi người được bình an hay tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Thì những cái cầu đó nó có ý nghĩa gì? Vì mỗi người phải tự biết nhân quả của mình. Và nếu có cầu như vậy thì có tác dụng hay không? Xin thầy quan hỷ chỉ dạy. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Một câu hỏi rất là hay ha. Tại vì thực ra chùa nào cũng cầu an, chùa nào cũng cầu siêu cả, ha mà. Thế mà thầy lại hồi nãy có vẻ như là phủ nhận đi cái sự cầu
cầu nguyện. Xin thưa quý vị, thầy không phủ nhận sự cầu nguyện. Một nhà văn Mỹ, ông Listen Bear đồng có nói đó, một lá thư tình đối với người mình yêu thì không có gì quý bằng, nhưng nó là trò cười đối với kẻ bàng quan. Cũng vậy, cầu nguyện đối với kẻ vô tín ngưỡng là một trò cười. Chỉ có những bậc thánh mới hiểu được chân giá trị của nó mà thôi. À, cầu nguyện đối với kẻ vô tín ngưỡng chỉ là một trò cười. Chỉ có những bậc thánh mới hiểu được chân giá trị của nó mà thôi. Tuy nhiên, thế nào là cầu nguyện trong đạo Phật thì đây mới là một cái vấn đề mà thậm chí có thể bỏ một buổi giảng này chúng ta nói cũng chưa hết. À, cầu nguyện đây không phải là một sự van xin giống như là sự cầu nguyện của những tôn giáo khác. Với những tôn giáo khác, cầu nguyện là sự van xin. Cái chữ cầu trong đạo Phật đó, thật ra nếu quý vị học chữ Hán, quý vị biết là chữ gì quý không? Chữ kỳ. À, chữ kỳ, cho bên đây nó có bộ kỳ, hả mà, và bên đây nó có chữ thị phía sau. Cho nên mấy thầy cô hay đọc là kỳ an, kỳ siêu. Đây không phải là sự van xin, hả mà, mà đây là đem hết cái lòng thành của mình đối trước Đức Phật, đối trước Tam Bảo. Khi tâm của mình và Tam Bảo tương ứng với nhau thì sự giao cảm nó sẽ gì quý vị? Nó sẽ xảy ra, sự mầu nhiệm nó có thể xảy ra. Hôm trước thầy giảng cảm ứng đạo giao nan tư gì. Khi mình lễ Phật cũng là cầu nguyện đấy, nhưng mà cầu nguyện đây không phải là gì quý vị? Không phải là một sự van xin một bề trên nào đó cho mình cái gì, hả mà, mà mình đem hết lòng thành của mình đối trước Đức Phật, hả mà, để giữa ta và Đức Phật gọi là năng lễ và sở lễ đó, nó có sự giao thoa với nhau, chiêu cảm với nhau. Khi tâm và tâm nó giao cảm với nhau thì không có một cái thứ gì trong cuộc đời này mà không thể thay đổi được cả. Cho nên bản thân của thầy có một người bệnh chẳng hạn như vậy, tôi hỏi quý Phật tử có tin hay không, dù là một cơn bệnh ung thư nặng, hả mà, một cơn bạo bệnh, nếu cái duyên nó hết rồi thì không miễn bàn. Còn nếu quý vị có một niềm tin thì quý vị về lạy Phật, quý vị cầu nguyện, hả mà, thì quý vị có thể chuyển hóa được căn bệnh đó, từ nặng nó trở thành nhẹ. Mà quý vị phải hiểu rằng không phải ông Phật nào ông cho mình cái điều đó, nhưng khi tâm mình được thanh tịnh, hả mà, thì pháp giới nó sẽ thanh tịnh. Thì cầu nguyện đây là một cái cách để giúp cho quý Phật tử tha thiết trở về với cái bản tâm của mình, soi rọi với cái gương tâm của Đức Phật. Hai cái đó mà nó giao thoa với nhau thì cái năng lượng nó không thể nghĩ bàn. Trên một cái bàn Phật, quý vị thấy thờ phụng á, toàn bộ triết lý đạo Phật nó nằm ngay trên một cái bàn thờ, chứ không phải là sự cầu nguyện của đạo Phật nó không giống như những tôn giáo khác là chỗ đó. Quý vị thấy, nhìn thấy Đức Phật ha, hai bên hai bình hoa ha, hai chén nước, hai cái đèn ha, mà hai dĩa quả, hai chứ không có ba. Để tôi nói sơ cái bàn Phật này để quý vị thấy cái giá trị của một khóa lễ của mình, một cái thời cầu nguyện của mình là như thế nào. Phật là đối tượng để mình soi rõ là cái bản tâm của mình. Hoa tượng trưng cho gì quý vị biết không? Cuộc đời khác nữa là hoa sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Không có gì biểu hiện sự vô thường rõ nét bằng bệnh, bằng đó hoa cả, hai mà. Để mình nhận thức rõ được sự vô thường. Hai chén nước trong, chứ không có cúng Phật nước trà. Nước trong tượng trưng cho gì quý vị? Cái tâm thanh tịnh, hả mà. Mà tại sao là hai? Ta và Phật, hả mà. Cái tâm thanh tịnh của ta và tâm thanh tịnh của Phật như nhau. Điều này là lý rốt ráo của Đại Thừa. Vì sao mà mình đau khổ phải không quý vị? Mình không thấy được mình cũng như Phật. Mình không thấy được nơi mình có đầy đủ cái năng lượng, đầy đủ cái gì quý vị, cái tự tánh của mình có đầy đủ cái gì, cái khả năng sinh ra muôn pháp lạc. Cho nên thờ hai chén nước để tượng trưng rằng sự thanh tịnh của ta và chư Phật như nhau. Hai ngọn đèn tượng trưng cho gì quý vị?
trí tuệ. Trí tuệ của ta và trí tuệ của Phật như nhau, mình tin nổi không? Mình không tin. Cho nên quý vị thờ Phật nhưng quý vị luôn luôn đến đây cầu nguyện với cái tâm mù quáng van xin, quý vị vô tình biến mình trở thành những tín đồ của gì quý vị? Của những thần giáo. Thì cầu an cầu siêu trong đạo Phật không phải như vậy. Cầu an là gì quý vị? Là mình có chịu an hay hay không? Khi quý vị đối diện với Đức Phật, quý vị lạy Phật, quý vị niệm Phật là ngay nơi đó quý vị đã cầu an rồi đấy. Mà không phải cái này là từ ông Phật nào ông cho quý vị cả, mà bản tâm của quý vị đó tự làm sạch, tự tịnh hóa cái tâm của mình, thì cái quả vị giác ngộ sẽ thành tựu thông qua hai cái dự quả này. Quả vị của Phật và quả vị của ta cũng như nhau. Cho nên là không có cái tôn giáo nào nói giống như Phật giáo là tất cả chúng sinh đều có thể thành thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, có phải không quý vị? À, tức là Phật cho chúng sinh bằng bằng mình. Đây không phải là Đức Phật không phải là người ban phước, là giáng họa. Đức Phật không cho quý vị, mà Đức Phật chỉ cho quý vị thấy nơi quý vị có khả năng thành tựu được đạo quả, nơi quý vị có thể an bằng cách tụng đọc những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật tự nhận mình chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc là ông thầy thuốc biết thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh. Uống hay không uống, bệnh có hết hay không hết là lỗi tại người uống thuốc chứ không phải lỗi tại ông thầy thầy thuốc. Hả mà hiểu được năng lực của sự cầu nguyện này thì cầu an hay cầu siêu gì đó bản thân quý vị tự cầu được, cần phải biết thầy biết cầu an cho quý vị được đâu. Quý vị hiểu cho đó không ạ? Như quý thầy là gì, tạo cái phương tiện là cái cỡ trợ duyên. Chứ bây giờ tới đây cầu an ghi một cái sớ thiệt dài chạy về đua xe với đi quýnh bạc thì có an không? Không an được, hả mà? Sát sanh trộm cướp, hả mà? Làm toàn những điều á ác nhân ác đức có siêu nổi không? Không siêu nổi. Cho nên đến đây làm lễ cầu an cầu siêu là để mỗi mỗi tự trở về với tự tâm của mình, hả mà? Ngay nơi đó quý vị đã an rồi, ngay nơi đó quý vị đã siêu rồi. À, cái đó là nó cái giá trị cầu nguyện trong đạo Phật nó khác. Cho nên Listen Bear mới nói đó, một lá thư tình đối với người mình yêu không có gì quý bằng, nhưng nó chỉ là trò cười đối với kẻ bàng quan. Thì những kẻ mà không tin cái năng lực này đó thì họ chỉ là gì quý vị? Họ buồn cười. Thế bà này, mấy bà này làm gì tới chùa xì xụp cầu xin? Họ cười mình giống như một lá thư tình đối với người mình yêu thì sao? Không gì quý quý bằng. Nó viết cái mấy câu chặt chính tả tùm lum mà nhét trong túi cái đọc đi đọc lại giống như tâm kinh vậy đó. Nhưng mà cái người khác mà không yêu thì sao quý vị? Dòm vô nó, thằng này chắc nó khùng quá. Thấy mà, cũng vậy, cầu nguyện đối với kẻ vô tín ngưỡng chỉ là một trò cười. Chỉ có những bậc thánh mới hiểu được chân giá trị của nó mà thôi. À, cho nên quý vị vẫn cầu an, quý vị vẫn cầu nguyện, nhưng không khéo chúng ta sẽ rơi bị tà. Chứ pháp nó không sai, pháp cầu an không sai, pháp cầu siêu không không sai, chỉ sợ cái người dùng tâm cầu nó sai, biến thành cái sự mong cầu, thậm chí để cho tham nó chen vào đó, sân nó chen vào trong đó, chứ không biết cái giá trị của sự cầu nguyện trong đạo Phật chính là soi rọi lại bản tâm của mình. Thì ngay nơi mình có đầy đủ năng lực giống như Phật. Và một khi đó mà sự bầu nhiệm nó diễn ra rồi thì sao quý vị? Khó có thể nghĩ bàn, gọi là cảm ứng đạo giao nan tứ, thì không thể nghĩ bàn được. Cái năng lực chuyển hóa nó không thể nghĩ bàn đạt được. Người bệnh thập tử nhất sinh vẫn có thể sống lại, mà đừng có tưởng không phải là ông Phật ông cứu sống, bản thân người đó có thể tự an tự sống. À, cái giá trị của nó quan trọng cái việc có đủ niềm tin nó hay không. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, vừa qua thầy đã giảng cho chúng con được hiểu, và giờ này thì cũng đã sắp hết giờ, nhưng con có một câu thắc mắc. Dạ, xin thầy quan tiện chỉ dạy cho con vài giây phút nữa. À, trong giới luật lúc nãy thầy có dạy là giữ giới. À, theo con cũng hiểu là giới Bồ Tát thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Và hạng thanh văn thì
Nam thì có 250 giới và nữ thì có 348 giới. Yeah. Nhưng Bồ Tát thì không giới hạn. Nhưng theo con nghĩ sao ở trong giới kinh nói Bồ Tát có 10 giới trọng 48 giới kinh. Chẳng lẽ Bồ Tát chỉ gói gọn trong đó hay sao? Mà nói rằng là Bồ Tát thì khi Ngài làm hạnh thì không có giới hạn. Mà sao lại giới hạn trong 10 giới và 48 giới? A Di Đà Phật, xin Thầy chỉ dạy. Dạ. A Di Đà Phật. Cái này thì cũng rất khó trả lời với đại chúng như thế này. Nhưng hồi nãy Thầy có nói tới giới tướng và giới tánh. Cái giới tướng mà Thầy nói là điều tướng của giới thì nó có 10 điều điều tướng. Nhưng điều tướng của giới Bồ Tát nó thuộc về giới tánh chứ không phải là giới tướng. Cái tánh tướng nó khác với tánh giới và già giới. Cái chỗ này là thuật ngữ của giới, cho nên là nói ra đây cũng hơi khó. Vì sao gọi là giới tướng? Cái giới tướng mà giới của tỳ kheo là giới tướng, giới của Bồ Tát là giới tánh, là bởi vì tỳ kheo đó phải lấy hình tướng để độ sanh. Há mà không biết tâm anh như thế nào không biết, nhưng phải đầy lục căn đầy đủ. Há mà lục căn đầy đủ mới được thọ giới tỳ kheo. Cho nên lấy cái tướng để mà độ giới, gọi là đại Phật tuy dương. Cho nên khi mà gì Đức Thế Tôn nhập diệt là truyền y bát lại cho ai quý vị? Cho Thanh Văn chứ không truyền cho Bồ Tát. Quý vị thấy rõ không ạ? Truyền cho ai? Cho ngài nào? Ngài Ca Diếp. Truyền xuống cho A Nan, Thương Na Hòa Tu, U Ba Cúc. Cúc Đa truyền cho hành Thanh Văn chứ không truyền cho Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là giới tánh chứ không phải là giới tướng. Quý vị Bồ Tát là ai? Quý vị là Bồ Tát đấy. Không cần cái hình tướng đầu tròn áo vuông, mặc dầu cái năng lực của quý vị có thể rộng lớn, quý vị tu tập có thể có công đức đức lớn, nhưng hình tướng quý vị thì không thể làm gì quý vị đại Phật tuyên dương, không thể cầm nắm mạng mặt của Phật Pháp. Bây giờ thử cô nào lên đây ngồi giảng ở dưới có ai nghe không? Khó, đúng không quý vị? Khó là bởi vì cái tướng quý vị là tướng Bồ Tát, mà chỉ có tướng Thanh Văn thì mới có thể thay Phật để cầm nắm mạng mặt của Phật Pháp. Đây là nói tới giới tướng, há mà là tướng của tỳ kheo. Còn cái giới tánh đó, của Bồ Tát đó, tức là gọi là tánh giới, tức là không nương đến hình tướng, tướng nào cũng được cả, đuôi què sức mẻ, há mà sức môi lé mắt gì đó cũng thọ giới Bồ Tát tác được, cho nên mới gọi là không hạn lượng. Nó không hạn lượng cho đó, há mà cái tánh này vì nó là giới tánh, nó không nương đến hình tướng. Cái tánh và cái tướng nó khác. Nó khác với cái từ tánh giới và già giới. Cái này là thuộc nghĩa của lực. Già giới là gì quý vị? Là già có nghĩa là răng tre. Tánh tức là bản chất. Cái thuật ngữ nó khác. Cái tánh giới đó tức là gì quý vị? Bản chất của nó là giới. Phạm giới đó tức là đưa tới tánh tội, tức là bản chất của nó là tội, tội lỗi. Còn già giới tức là bản chất nó không phải là tội, tội lỗi. Ví dụ như trong năm giới của người Phật tử tại gia thì bốn giới sát, đạo, dâm, vọng được gọi là tánh giới. Tửu được gọi là già giới. Rượu nó có tội không quý vị? Bản chất rượu không có tội, hả mà. Nhưng vì uống rượu sẽ đưa đến những tội lỗi khác, cho nên cũng chế nó thành một giới. Chứ rượu nó đâu có tội đó. Trên trong luật có khai cho. Đây là cái thuật ngữ đối lập giữa già giới và tánh giới. Còn cái mà cô hỏi là thuộc về tánh giới và tướng giới. Nói tướng đây tức là hình tướng á, thì á, chết thì mất giới. Hình tướng tỳ kheo là phải đầy đủ sáu căn, thậm chí tướng phải tướng hảo, tướng đẹp. Hồi nhỏ tôi sợ tôi không được thọ tỳ kheo vì tôi lùn quá, thấy mà xấu quá cũng không được thọ tỳ kheo. Đi cái chân cà thọt mà lên ngồi thay mặt Phật để mà tuyên dương Phật Pháp thì khó độ được. Từ người tỳ kheo là người ta nhìn là thấy phải phát tâm, thấy mà, đó gọi là tướng giới. Còn tánh giới là không hạn lượng, đuôi què sức mẻ gì đó không ạ, nằm một chỗ vẫn có thể thọ giới Bồ Tát được. Và vì tướng giới cho nên phải có đầy đủ tam sư thất chứng thì giới thể mới đắc được. Còn giới Bồ Tát đó, vì vô lượng, vì không hạn lượng, cho nên ở thời không có chư tăng,
Phật tử có thể quỳ giữa hư không, phát nguyện thọ thọ giới, vẫn đắc giới, bởi vì nó không phải là giới tướng, vẫn đắc giới. Quý vị có thể là con bò, con khỉ, quý vị vẫn có thể thọ giới Bồ Tát, không có hạn lượng là như vậy, có hiểu không ạ? Còn cái giới thì nó bao trùm hết tất cả, dù có xuống tới địa ngục đi nữa thì cái giới thể của Bồ Tát nó vẫn còn tỳ kheo là chết là hết giới. Dạ, A Di Đà Phật.